Hậu duệ kiếm thần. Diệp Quân. Tập 6. Cứ như vậy, Diệp Quân bị cô gái kéo tới một tòa đại điện cũ nát cách đó không xa. Thật ra Diệp Quân đã có ý muốn chuồn đi rồi. Đạo môn này trông hơi thảm. Hắn cảm thấy mình và đối phương đừng làm tổn thương lẫn nhau thì hơn. Đúng vào lúc này, bên trong đạo môn đột nhiên có một hòa thượng mặc áo cà sa bước ra, hòa thượng có bộ râu rất dài, lộ ra cái bụng to, vẻ mặt hung hãn, trong tay còn cầm một cái đùi gà lớn, khóe miệng vẫn còn đang dính đầy dầu mỡ. Nhìn thấy hòa thượng này, trong lòng Diệp Quân chợt trầm xuống. Đạo môn không phải tu đạo sao? Sao lại có hòa thượng thế? Không bình thường. Cô gái kéo Diệp Quân tới trước mặt hòa thượng, phấn khích cười nói, sư phụ, chính là hắn, hắn muốn gia nhập vào đạo môn của chúng ta. Diệp Quân trầm mặc. Hòa thượng quan sát Diệp Quân một lượt, kiếm tu. Trong lòng Diệp Quân chợt kinh ngạc, sao tiền bối lại biết? Hòa thượng bình tĩnh nói, trên người ngươi có nghiệp chướng, đạo môn bọn ta không thu nhận. Nói xong ông ấy quay người rời đi. Sư phụ! Cô gái đột nhiên kéo lấy hòa thượng, hơi cuống lên, hiếm lắm mới có một người, sao người lại không thu nhận hắn? Hòa thượng hơi bất lực, trên người tên này có nghiệp chướng rất nặng, nếu như thu nhận hắn thì sư đồ chúng ta e rằng tương lai sẽ khó mà có được kết cục tốt đẹp. Cô gái quay đầu liếc nhìn Diệp Quân, sau đó nói, con cảm thấy trông hắn cũng khá đẹp trai đấy chứ. Diệp Quân! Hòa thượng cũng nhất thời chẳng biết nói gì. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên nứt ra, một giây sau, một luồng khí tức khủng bố đột nhiên bao trùm xuống. Hòa thượng nheo hai mắt lại, chân long. Diệp Quân cũng cau mày, hắn quay người nhìn ra, thấy có một người đàn ông trung niên bước tới từ trên bầu trời. Người tới chính là Ngao Mông. Sắc mặt của Ngao Mông vô cùng khó coi, vốn dĩ có thể tới sớm hơn, thế nhưng ông ta lại bị ông lão lưng gù kia lừa gạt. Đúng là đáng chết. Nếu như đối phương không phải người của Tiên Bảo Các thì ông ta thật sự muốn tự tay mình giết chết đối phương. Bên dưới, Diệp Quân nhìn Ngao Mông, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Đến nhanh thế. Ngao Mông liếc nhìn Diệp Quân bên dưới, lúc này, hòa thượng kia đột nhiên nhếch miệng cười, tộc chân long, lẽ nào tộc trưởng của các ngươi chưa từng nói với các ngươi rằng không thể đặt chân vào đạo giới sao? Ngao Mông nhìn về phía hòa thượng, một giây sau, sắc mặt của ông ta lập tức biến đổi, đạo hòa thượng. Đạo hòa thượng. Ở Trung Thổ Thần Châu, có 12 cường giả đỉnh cao, 12 người này chính là trụ cột của Trung Thổ Thần Châu, mà đạo hòa thượng này cũng chính là một trong số đó. Ngao Mông trầm giọng nói, đạo hòa thượng, tên này là người mà tộc chân long bọn ta buộc phải giết, ông. Cút. Đạo hòa thượng đột nhiên gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, ngay lập tức, một sức mạnh cường đại lao thẳng lên trời. Cả chân trời nứt ra thành hình mạng nhện. Ngao Mông lập tức bị chấn động tới độ lùi ra sau cả nghìn trượng, vừa mới dừng lại thì thân xác đã nứt toác, máu tươi phun trào. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt Diệp Quân lập tức mở to. Mẹ kiếp! Mạnh như vậy sao? Phía cuối chân trời, Ngao Mông cũng hết sức kinh ngạc, không nói thêm bất cứ lời thừa thãi nào mà quay người bỏ chạy. Bên dưới, đạo hòa thượng nhìn về phía Diệp Quân phía trước mặt, người có thủ với tộc chân long sao? Diệp Quân gật đầu, không đội trời chung. Đạo hòa thượng híp hai mắt lại, không đội trời chung. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta giết chết một con chân long. Đạo hòa thượng đột nhiên nói, ngươi chính là Diệp Quân người đứng đầu cuộc tỷ võ dưới hạ giới. Diệp Quân ngẩn ra, sau đó nói, ta rất nổi tiếng sao? Đạo hòa thượng cười nói, ngươi không chỉ giết chết thiếu tộc trưởng của tộc chân long mà còn giết chết người mà nó theo bảo vệ An Mục, mà An Mục này là người của nhà họ An. Diệp Quân gật đầu. Đạo hòa thượng lắc đầu, ta không sợ tộc chân long, nhưng ta không chống đỡ nổi nhà họ An, hai vị võ thần tổ tiên của bọn họ ai nấy đều có thực lực đỉnh cao, ta không đánh lại được. Vậy nên hay là ngươi đi nhà khác thử xem. Diệp Quân nói, ta rất giỏi đánh đấm. Đạo hòa thượng gặm một miếng đùi gà, cười nhạt, rất giỏi đánh đấm ư. Người giỏi đánh đấm thì có tác dụng quái gì, người trẻ tuổi bây giờ đều phải so về thế lực. Diệp Quân trầm mặc một lúc, nói tiền bối cũng chỉ có một mình, nhưng lại có thể không sợ tộc chân long. Có một số người, thế lực của hắn là thế lực phía sau lưng hắn, lại có một số người, một mình hắn chính là thế lực của mình, tiền bối là kiểu thứ hai, ta cũng muốn làm kiểu thứ hai giống như tiền bối.
một mình chính là một thế lực. Nghe thấy lời này của Diệp Quân, Đạo Hòa Thượng nhếch miệng cười, thằng nhóc nhà ngươi nói chuyện rất hay, đáng tiếc là hiện thực còn tàn khốc hơn nhiều so với những gì ngươi suy nghĩ. Diệp Quân trầm giọng nói, theo như ta được biết, cuộc chiến tranh giành số mệnh sắp tới rồi, ta muốn tham gia cuộc chiến tranh giành số mệnh, ta phải tranh vị trí số 1. Nếu như ta tranh được vị trí số 1 thì nhất định có thể chấn hưng đạo môn. Đạo Hòa Thượng híp hai mắt lại, chấn hưng đạo môn, chàng trai, người có biết cuộc chiến tranh giành số mệnh lần này khủng bố tới mức nào không? Đế tộc bất tử có một thiên tài siêu cấp, người này đã hoàn toàn đánh thức được huyết mạch bất tử, không chỉ như vậy, hắn còn đánh thức được một tia huyết mạch phong ma mà năm đó kiếm chủ nhân gian để lại cho đế tộc bất tử. Còn vũ trụ ngũ duy lại có một đạo thể trời sinh. Diệp Quân đột nhiên ngắt lời của Đạo Hòa Thượng, ta muốn tranh vị trí số 1, ta có thể giành được vị trí số 1. Đạo Hòa Thượng nhìn Diệp Quân, nghe nói hệ Ngân Hà có một thiên tài siêu cấp, là người mang thiên mệnh, người có biết người mang thiên mệnh không? Kiếm chủ nhân gian chính là người mang thiên mệnh, mà người mang thiên mệnh của mỗi thời đại đều là sự tồn tại vô địch của thời đại đó. Người biết không? Diệp Quân siết chặt hai tay, nếu như càn khôn vẫn chưa định thì ta và ngươi vẫn còn cơ hội. Ta không tin thiên mệnh, ta chỉ tin vào bản thân. Cô gái chớp mắt nhìn Diệp Quân, không biết đang nghĩ gì. Đạo Hòa Thượng lại gặm một miếng đùi gà, ông ấy trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ngươi đợi đấy. Nói xong, ông ấy nhìn về phía cô gái, Nhất Nhất, còn đi theo ta. Ông ấy dẫn cô gái bước vào trong đại điện. Diệp Quân trầm mặc không nói gì. Tiểu Tháp đột nhiên nói, ngươi có niềm tin giành được vị trí số 1 thật sao? Diệp Quân nói, không. Tiểu Tháp không hiểu. Diệp Quân lại nói, ta chém gió đấy. Không chém gió thì ông ấy sao có thể thu nhận ta? Tiểu Tháp. Trong điện. Cô gái cười nói, sư phụ thích hắn không? Đạo Hòa Thượng gật đầu, nói thật lòng thì ta rất có hứng thú với tên này. Hơn nữa tâm tính và thiên phú đều rất tốt. Thật sự là một hạt giống quá tuyệt vời. Đạo môn chúng ta có thể có được một thiên tài như vậy vào thời điểm này thật đúng là tổ tiên linh thiêng. Cô gái khẽ gật đầu, sư phụ đang lo lắng tộc Chân Long và nhà họ An à. Đạo Hòa Thượng gật đầu. Cô gái nghĩ ngợi, sau đó nói, sư phụ, nếu như không có tộc Chân Long và nhà họ An nhắm vào thì người thử nói xem liệu hắn có tới đạo môn chúng ta hay không. Đạo Hòa Thượng lắc đầu, đương nhiên không có khả năng, thư viện Quan Huyên chắc chắn đã mời chào hắn rồi. Mà thư viện Quan Huyên không mời chào hắn chắc chắn là bởi vì kiêng dè tộc Chân Long và nhà họ An. Không chỉ có thư viện Quan Huyên, sáu thế gia lớn không săn đón hắn cũng là vì nhà họ An và tộc Chân Long cả. Nói tới đây, ông ấy sững sờ, sau đó nhẹ giọng nói, ta đã hiểu ý của con rồi. Loại thiên tài như vậy, nếu như không phải đã đi tới bước đường cùng thì đâu có chuyện muốn gia nhập vào một đạo môn đã hoàn toàn suy tàn như này. Sau khi Đạo Hòa Thượng trầm mặc một lúc thì nhìn về phía cô gái, Nhất Nhất, con cảm thấy người này thế nào? Cô gái nghĩ ngợi, sau đó nói, hắn trông rất đẹp trai. Đạo Hòa Thượng xa sầm mặt mày, ta hỏi con thấy con người hắn thế nào? Cô gái chớp mắt, trông đẹp trai như vậy thì chắc hẳn tính cách cũng rất tốt. Đạo Hòa Thượng ngơ ngác. Trong điện, cô gái cười nói, sư phụ, con nghĩ người có thể thu nhận hắn. Đạo Hòa Thượng trầm giọng nói, sao lại nói vậy? Cô gái nghiêm túc đáp lời, nếu như hắn thật sự giành được vị trí số 1 trong cuộc chiến tranh giành số mệnh thì sao? Đạo Hòa Thượng trầm mặc. Cô gái lại nói, cho dù hắn không giành được vị trí số 1, nhưng liệu hắn sẽ kém sao? Đạo Hòa Thượng nói, ta thì không sợ tộc Chân Long, chủ yếu là nhà họ An này. Còn nữa, nghiệp chướng trên người tên này rất lớn, ta quả thực thấy hơi lo lắng. Cô gái cười nói, nếu như sư phụ từng nghĩ tới chuyện chấn hưng đạo môn, vậy thì hắn chính là cơ hội tốt nhất của đạo môn từ xưa tới nay. Nếu như sư phụ không có suy nghĩ này, chỉ muốn an yên hưởng tuổi già, vậy thì có thể để cho hắn rời đi. Đạo Hòa Thượng trầm mặc một lúc, sau đó ông ấy quay đầu liếc nhìn lệnh bài trên bàn thờ, cuối cùng ông ấy quay người đi ra khỏi điện. Bên ngoài điện, Đạo Hòa Thượng nhìn Diệp Quân, kể từ bây giờ, con chính là người của đạo môn bọn ta. Diệp Quân cúi người hành lễ, bái kiến sư phụ. Đạo Hòa Thượng cười nói, cuộc chiến tranh giành số mệnh một năm nữa là diễn ra, nói cách khác con chỉ còn lại thời gian một năm. Diệp Quân gật đầu, ta chỉ cần tiền.
Đạo Hòa Thượng lắc đầu, không có. Diệp Quân do dự một lát, sau đó nói, ít nhất cũng đưa chút chứ, được không? Đạo Hòa Thượng lắc đầu, không có. Diệp Quân cạn lời. Đạo Hòa Thượng nói, ta chỉ có thể chỉ điểm cho con một chút khi tu luyện, còn về những cái khác thì không có. Không phải sư phụ hẹp hòi, lúc sư phụ tiếp quản đạo môn, đừng nói là tiền, quay cả gạo cũng chẳng có lấy một hạt. Diệp Quân trầm mặc. Đạo Hòa Thượng nói, còn nữa, không có phòng đâu, con phải tự mình dựng lấy một gian. Diệp Quân. Đạo Hòa Thượng xua tay, ta ở trong đại điện cũ nát này, có việc gì thì tới tìm ta. Nói xong, ông ấy quay người rời đi. Diệp Quân chẳng còn lời gì để nói. Lúc này, cô gái bước tới trước mặt Diệp Quân, cười nói, Diệp sư đệ, xin chào, ta tên là Nam Lăng Nhất Nhất. Diệp Quân do dự một hồi, sau đó nói, Nhất Nhất sư tỷ. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, nhiệm vụ bây giờ của đệ là xây lấy một căn nhà. Có điều bây giờ trời cũng sắp tối rồi, đành để ngày mai rồi xây. Diệp Quân gật đầu, được. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, ta đi nấu cơm. Nói xong, cô ấy đeo giỏ trúc lên rồi quay người rời đi. Diệp Quân đứng nguyên tại chỗ nhìn ngó xung quanh, đạo môn này không phải tồi tàn ở mức bình thường thôi đâu. Diệp Quân nhỏ giọng nói, tháp ra, trước đây đạo môn thực sự từng rất huy hoàng sao? Tiểu tháp nói, từng huy hoàng. Diệp Quân lắc đầu, vậy thì tại sao lại suy tàn tới độ này rồi? Thế này nếu như có kẻ trộm đến thì cũng chạnh lòng nhỉ. Tiểu tháp. Diệp Quân nhỏ tiếng thở dài, nhưng không hề chán ghét, hắn cảm thấy hắn nên thay đổi môi trường ở đây một chút. Nếu như đã gia nhập đạo môn thì chính là người của đạo môn. Diệp Quân ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau đó bắt đầu tu luyện. Mỗi một lần tu luyện, hắn đều thấy rất đau lòng. Đốt cháy kim tinh đấy. Bây giờ hắn chỉ còn lại 47 vạn viên kim tinh, nhìn thì có vẻ rất nhiều, thế nhưng thực tế lại rất ít. Bởi vì mỗi lần tu luyện đều phải tiêu tốn ít nhất cả vạn viên kim tinh, nếu như thời gian lâu một chút thì còn nhiều hơn. Hơn nữa, chỉ ra mà không vào, dùng chẳng được bao lâu sẽ hết sạch ngay. Dù sao nếu như ngày nào cũng tu luyện thì hơn một tháng là dùng hết rồi. Vẫn phải nghĩ cách để kiếm tiền thôi. Diệp Quân thu lại mạch suy tư, tập trung cao độ, bắt đầu hấp thu kim tinh. Qua một hồi lâu, Diệp Quân nghe thấy một loạt tiếng bước chân, hắn mở hai mắt ra, lúc này, Nam Lăng Nhất Nhất đã đi tới trước mặt hắn, cô ấy nhìn Diệp Quân, cười nói, Diệp sư đệ, ăn cơm thôi. Diệp Quân gật đầu, vâng. Hai người bước vào trong đại điện rất cũ kỹ, bàn ăn là một cái bàn gỗ, chỉ có ba chân. Có điều, đồ ăn lại cực kỳ phong phú. Năm món mặn một món canh. Đạo Hòa Thượng cười nói, đều là người mình cả, tự nhiên, tự nhiên. Nói xong, ông ấy cũng bắt đầu ăn luôn. Diệp Quân cũng bắt đầu ăn. Lúc này, Đạo Hòa Thượng đột nhiên nói, Tiểu Quân, con là kiếm tu, vậy thì sẽ có sư phụ kiếm đạo. Sư phụ kiếm đạo của con là ai? Diệp Quân nói, ta không biết tên của tỷ ấy, chỉ biết tỷ ấy thích mặc váy trắng, vậy nên ta gọi tỷ ấy là tỷ tỷ váy trắng. Váy trắng. Đạo Hòa Thượng cau mày, ông ấy nghĩ ngợi, trong ấn tượng không có hình ảnh của người này. Đạo Hòa Thượng lại hỏi, cô ta có cảnh giới gì? Diệp Quân lắc đầu, không biết, ta chỉ biết tỷ ấy là một đại kiếm tiên. Tiểu tháp. Đại kiếm tiên. Đạo Hòa Thượng liếc nhìn Diệp Quân, khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Đại kiếm tiên, ở Trung Thổ Thần Châu cũng coi như là nhân vật hàng đầu rồi. Đạo Hòa Thượng không hỏi thêm gì nữa. Ông ấy biết mỗi người có việc riêng của mình. Lúc này, Nam Lăng Nhất Nhất đột nhiên nói, Diệp sư đệ, đệ là kiếm tu, vậy thì đệ biết ngự kiếm phải không? Diệp Quân gật đầu, biết, nhưng mà không thể ngự kiếm quá lâu. Huyền khí không chống đỡ được quá lâu. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, vậy rất tốt, sau này chúng ta đi Ung Thành có thể ngự kiếm để đi rồi. Diệp Quân nhìn về phía Nam Lăng Nhất Nhất, Ung Thành. Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu, đạo giới của chúng ta rất hoang vu, tòa thành cách chúng ta gần nhất chính là Ung Thành, mà Ung Thành cũng ở xa cả vạn dặm. Nơi này không có trận pháp dịch chuyển, mỗi lần ta đi đều phải ngự không bay rất lâu, thực sự rất mệt. Diệp Quân khẽ gật đầu, nếu như lần sau sư tỷ phải đi thì ta có thể dẫn tỷ đi. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, được.
Sau bữa cơm, Diệp Quân đi ra bên ngoài điện, hắn ngồi trước bậc đá, sau đó lấy kiếm hành đạo ra rồi khẽ xoa kiếm hành đạo, hắn có thể cảm nhận được linh hồn của Tiểu Ca. Tiểu Ca, đế tộc bất tử. Diệp Quân từ từ nhắm hai mắt lại. Bây giờ tới đế tộc bất tử đòi kiếm căn bản không có khả năng. Phải tìm một cơ hội thích hợp mới được. Nhìn kiếm hành đạo trong tay, trái tim hắn lúc này đau như dao cắt. Vốn dĩ người nên chết phải là Diệp Quân hắn. Diệp Quân từ từ nhắm hai mắt lại, hai tay hắn siết chặt, nhỏ giọng nói, tháp ra, ta muốn tiêu diệt cả tộc Chân Long. Tiểu tháp trầm mặc. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhỏ giọng nói, ta biết, chuyện không làm được thì đừng nói. Vừa nói, ánh mắt hắn cũng dần trở nên lạnh lùng. Lúc này, Nam Lăng Nhất Nhất đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, cô ấy cười nói, không làm phiền đệ chứ. Diệp Quân thu lại kiếm hành đạo, lắc đầu. Nam Lăng Nhất Nhất ngồi xuống vị trí bên cạnh cách Diệp Quân không xa, cười nói, bây giờ cuối cùng thì đạo môn cũng có thêm một người, cảm giác này thật tốt. Diệp Quân thấy hơi hiếu kỳ, bao nhiêu năm qua đạo môn vẫn chỉ có sư tỷ và sư phụ thôi sao? Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu, đúng thế. Diệp Quân nhìn về phía Nam Lăng Nhất Nhất, người thân của sư tỷ đâu? Nam Lăng Nhất Nhất trầm mặc. Diệp Quân nhẹ giọng, nói, xin lỗi. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, đệ nghĩ đi đâu thế? Bọn họ vẫn chưa chết, thật ra ta là người của gia tộc Nam Lăng. Gia tộc Nam Lăng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Quân kinh ngạc. Gia tộc Nam Lăng, đó là một trong số 6 gia tộc lớn. Nam Lăng Nhất Nhất khẽ cười, kinh ngạc lắm sao? Diệp Quân gật đầu. Bên trong tiểu tháp khẽ nói, gia tộc Nam Lăng. Cô ấy là hậu nhân của vị đó. Nam Lăng Nhất Nhất khẽ cười nói, thật ra ta chỉ là một đứa con riêng. Diệp Quân ngẩn ra. Nam Lăng Nhất Nhất nhẹ nhàng vén những sợi tóc bị gió thổi vương bên tai lên, khẽ nói, mẹ ta vốn dĩ là một cô gái bình thường của một gia tộc nhỏ, thế nhưng bởi vì kết giao với thiếu tộc trưởng tộc Nam Lăng nên mới sinh ra ta. Có điều giữa các gia tộc đều rất coi trọng sự môn đăng hộ đối, lúc đó tộc trưởng tộc Nam Lăng căn bản không thể nào đồng ý cho hôn sự này, vậy nên... Nói xong, cô ấy lắc đầu cười, vậy nên ta và mẹ không có được sự thừa nhận của gia tộc Nam Lăng. Mà bây giờ, bố ta đã trở thành tộc trưởng của tộc Nam Lăng, ta tưởng rằng ông ta sẽ nhận mẹ con ta, nhưng mãi tới khi mẹ ta mất đi, ông ta cũng chẳng tới nhìn lấy một lần. Khoảnh khắc đó ta biết rằng ông ta đã quên bọn ta từ lâu. Diệp Quân trầm mặc. Nam Lăng Nhất Nhất đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, cười nói, Diệp sư đệ, đệ sẽ không khinh thường ta chứ. Diệp Quân lập tức lắc đầu, thật ra ta cũng là con riêng. Nam Lăng Nhất Nhất ngơ ngác, con riêng. Diệp Quân gật đầu, tháp gia của ta nói với ta, thật ra ta là con riêng của gia tộc họ Diệp. Gia tộc họ Diệp bọn ta là một gia tộc lớn ở vũ trụ Quan Huyên, bố ta còn là một người ở rể nữa. Tiểu tháp. Nam Lăng Nhất Nhất trầm giọng nói, Diệp sư đệ có thiên phú mạnh như vậy, nếu như bọn họ biết được thì gia tộc họ Diệp chắc chắn sẽ đón đệ về. Diệp Quân lắc đầu thở dài, không đâu, tháp gia nói với ta. Nếu như ta bị gia tộc họ Diệp biết đến, bọn họ sẽ điên cuồng truy sát ta. Dẫu sao mấy việc như con riêng cũng chẳng vẻ vang gì cho lắm. Nam Lăng Nhất Nhất trầm mặc. Cô ấy biết gia tộc lớn cực kỳ bận tâm tới danh tiếng. Diệp Quân thuận thế nằm lên trên bậc đá, đầu gối lên hai tay, ta sẽ nỗ lực, ta không thể thay đổi được sự ra đời bi thảm, nhưng tương lai cuộc đời thì ta có thể thay đổi. Nghe vậy, Nam Lăng Nhất Nhất nhìn Diệp Quân. Trong ánh mắt ngập tràn nụ cười mang theo vẻ khác thường. Không thể không nói, người đàn ông tự tin luôn toát lên sức hấp dẫn đặc thù. Một lúc sau, Nam Lăng Nhất Nhất hỏi, Diệp sư đệ hận bố của đệ không? Diệp Quân trầm mặc một lúc, sau đó lắc đầu, không hận. Ta lại cảm thấy ông ta rất đáng thương, tuổi còn trẻ mà lại ăn bám, không biết là nghĩ cái gì. Tiểu tháp. Người nào đó. Giọng nói bí ẩn đột nhiên vang lên, tiểu tháp, người đã nghĩ xong sau này chết thế nào chưa? Tiểu tháp, Nam Lăng Nhất Nhất nhìn Diệp Quân bên cạnh, nhỏ tiếng thở dài, vốn dĩ ta cho rằng ta đã đủ đáng thương rồi. Bây giờ xem ra, Diệp sư đệ, thân thế của đệ còn đáng thương hơn cả ta nữa. Diệp Quân ngồi thiền trước cửa đại điện cả một đêm, ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, hắn đã vào trong đại điện.
cũng không biết đã nói gì với Đạo Hòa Thượng, không lâu sau hắn đã ra khỏi đại điện. Lúc này Nam Lăng Nhất Nhất đến tìm hắn. Hôm nay Nam Lăng Nhất Nhất mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, đôi mắt rất sáng. Cô ấy nhìn Diệp Quân cười nói, Diệp sư đệ, đi thôi. Hai người hẹn sáng nay đến Ung Thành mua đồ. Đạo môn quả thật quá thảm thương không nỡ nhìn. Hắn quyết định cải tạo lại đạo môn, chưa nói đến những cái khác, chỉ riêng cánh cổng và đại điện cần phải sửa chữa lại. Diệp Quân khẽ gật đầu, rồi xòe bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, ngay sau đó khí kiếm trở nên lớn hơn, sau đó vững vàng rơi xuống trước mặt hắn và Nam Lăng Nhất Nhất. Nam Lăng Nhất Nhất khá phấn khích, cô ấy vội đứng lên. Diệp Quân cũng đi theo trên lên, dĩ nhiên hắn và Nam Lăng Nhất Nhất vẫn giữ khoảng cách khá rộng. Mặc dù giữ khoảng cách nhưng hắn vẫn ngửi được mùi thơm thoang thoảng, mùi hương này như mùi thảo dược, khiến lòng người cảm thấy khoan khoái. Vẻ mặt Diệp Quân rất bình tĩnh, lòng không có tạp niệm, tâm niệm khẽ động, kiếm bỗng hóa thành kiếm quang bay lên trời, thoáng chốc đã lao lên đến tận tầng mây rồi biến mất. Nam Lăng Nhất Nhất cúi người nhìn xuống dưới, nhìn dãy núi bên dưới dần trở nên nhỏ hơn, cô ấy phấn khích nói, Diệp sư đệ, tốc độ ngự kiếm của đệ nhanh thật. Diệp Quân khẽ cười, không nói gì. Hai người ngự kiếm đi trong tầng mây. Tốc độ ngự kiếm dĩ nhiên nhanh hơn ngự không phi hành, chưa đến một khắc sau, hai người đã đến Ung Thành. Khi đến gần Ung Thành, hai người dừng lại, sau đó bước vào trong thành. Mặt Nam Lăng Nhất Nhất đỏ bừng, rất phấn khích, Diệp sư đệ, ngự kiếm phi hành này thoải mái quá. Diệp Quân mỉm cười, không nói gì. Nam Lăng Nhất Nhất khen ngợi. Đáng tiếc thể chất của ta không tốt, chỉ có thể tu luyện vài thuật pháp thần thông, làm một thần pháp sư. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, thần pháp sư. Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu nói, đúng thế, ta biết rất nhiều thuật pháp và vài cấm thuật, nhưng ta không thường đánh nhau. Diệp Quân hơi thắc mắc vẫn muốn hỏi gì đó, nhưng lúc này bên cạnh bỗng vang lên tiếng ồn ào. Diệp Quân và Nam Lăng Nhất Nhất nhìn sang, chỉ thấy cổng thành đằng xa có một đám người đang bao vây một người. Không đúng là nửa người nửa thú. Đây là một người phụ nữ, tay chân cô ta đầy vảy màu đỏ, không chỉ thế trên mặt và nửa người trên cũng chi chít vảy màu đỏ, vừa nhìn trông rất đáng sợ. Lúc này mọi người đang chỉ trỏ vào cô ta. Nam Lăng Nhất Nhất bỗng nói, đây là yêu nhân. Diệp Quân nhìn Nam Lăng Nhất Nhất, yêu nhân. Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu, khẽ nói, là sinh linh được sinh ra sau khi yêu thú và loài người kết hợp. Nếu yêu thú và con người đều rất mạnh thì điểm xuất phát của đời sau mà họ sinh ra rất cao, có thể tự do biến hóa hình người hoặc yêu thú nhưng nếu chỉ có một bên rất mạnh, bên còn lại rất yếu thì sẽ biến thành yêu nhân, nói cách khác người không ra người, yêu không ra yêu. Diệp Quân lại nhìn yêu nhân đó, yêu nhân không lớn tuổi, có vẻ chỉ mới 17-18 tuổi, mặt vẫn còn non nớt nhưng ánh mắt cô ta lại cực kỳ lạnh lẽo. Nam Lăng Nhất Nhất khẽ nói, yêu tộc không nhận cô ấy. Loài người cũng không nhận, thứ đợi chờ cô ta chỉ là bị bán đi làm nô lệ. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó đi về phía yêu nhân đó. Nam Lăng Nhất Nhất vội vàng đi đến. Người xung quanh đều chỉ trỏ yêu nhân trong lòng, tiếng cười chế giễu không ngừng, rất chói tai. Diệp Quân đi đến trước lồng, hắn nhìn yêu nhân trẻ tuổi đó, sau đó nhìn người đàn ông mập bên cạnh, cô ấy giá bao nhiêu. Nghe thế mọi người đều nhìn Diệp Quân. Người đàn ông mập nhìn Diệp Quân, sau đó cười nói, vị công tử này muốn mua à? Diệp Quân gật đầu. Người đàn ông mập nhìn Diệp Quân, 1 vạn kim tinh. 1 vạn. Nghe thế mọi người đều sửng sốt. Đây không phải là một con số nhỏ. Diệp Quân lại không nói gì nhiều, lấy một chiếc nhẫn ra đưa cho người đàn ông. Người đàn ông nhìn một cái rồi cất chiếc nhẫn đi, bây giờ cô ấy là của ngươi rồi. Nói rồi hắn ta xoay người đi. Lúc này yêu nhân đó nhìn người đàn ông mập đã rời đi đó. Diệp Quân nhìn mọi người, giải tán được rồi đấy. Mọi người cũng không ở lại lâu, xoay người đi. Nhưng lúc đi vẫn còn chỉ trỏ trỏ yêu nhân đó. Diệp Quân nhìn yêu nhân trước mặt, yêu nhân cũng đang nhìn chằm chằm hắn. Diệp Quân nói, ngươi tự do rồi. Yêu nhân cười gằn, loài người, ngươi muốn giở trò gì thế? Diệp Quân nhìn yêu nhân, không cam lòng. Tức giận, hận, muốn thay đổi số phận của bản thân thì phải liều mạng. Ta cứu cô chỉ có 2 nguyên nhân, 1 là ta nhất thời có lòng lương thiện, 2 là 1 vạn kim tinh không nhiều với ta,
ta vẫn có thể trả nổi, chỉ vậy thôi. Yêu nhân nhìn Diệp Quân, ta là một yêu nhân bình thường, hôm nay ngươi thiện lương, sau này sẽ không nhận được hồi đáp. Ý nghĩ sau khi cứu người, người được cứu sau này trở thành vương giả quay về trả ơn ngươi chỉ tồn tại trong tiểu thuyết mất não thôi. Nam Lăng Nhất Nhất bật cười. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói ta cũng thích đọc sách nhưng ta rất ít đọc loại tiểu thuyết mà cô nói, ta cũng khuyên cô bớt đọc lại, nếu cô nhất quyết đọc thì ta khuyên cô đừng mang não mà đọc nó. Nói rồi hắn dẫn Nam Lăng Nhất Nhất đi vào trong thành. Yêu nhân nhìn chằm chằm Diệp Quân rời đi ở đằng xa, im lặng hồi lâu. Cô ta bỗng xoay người chạy vào rừng sâu, không lâu sau cô ta đã biến mất trong rừng. Trong rừng cây rậm rạp, cô ta vừa chạy vừa nói, sư phụ, người chắc chắn tên đó có số kiếp thiên mệnh không? Một giọng nói bỗng vang lên, chắc chắn, mặc dù bị che giấu nhưng sư phụ của con là ai chứ? Sao có thể không cảm nhận được? Tên này không chỉ có số kiếp thiên mệnh mà còn có vài số kiếp đặc biệt. Hai, nếu lúc nãy con ra tay thì có cơ hội giết hắn, sau đó hấp thụ số kiếp của hắn. Yêu nhân trầm giọng nói, hắn không giống người xấu. Giọng nói đó lo lắng nói, cuộc chiến tranh giành số mệnh không phân biệt đúng hay sai, chỉ có kẻ thắng cuộc và kẻ bại trận. Con không giết hắn, hấp thụ số kiếp thiên mệnh của hắn thì sao con có thể tranh lại với đám yêu nghiệt đó trong cuộc chiến tranh giành thiên mệnh một năm sau? Yêu nhân lắc đầu, hắn còn bỏ tiền ra cứu con. Người ta cứu con, mà con còn muốn lấy oán báo ơn thì không ổn lắm. Giọng nói đó im lặng một lúc rồi nói, nhóc con, là người từng trải, ta phải nói cho con biết nhiều lúc không thể nhân từ, con nhân từ thì sẽ thua. Yêu nhân nói, nhưng giết hắn là làm trái lương tâm con. Giọng nói đó im lặng rồi nói, được thôi, chuyện xấu đúng là cũng không thể làm được. Yêu nhân cười nói, sư phụ, trước kia người từng đánh nhau với kiếm chủ nhân gian sao? Giọng nói đó, hỏi thừa, con nghĩ sư phụ của con đang khoác lác sao? Năm đó ta rất mạnh đấy, có biết vô biên chủ không? Chính là tên sánh vai chiến đấu với kiếm chủ nhân gian, tên đó năm đó nhìn thấy ta là chạy trốn mất. Yêu nhân lắc đầu, cô ta không biết vô biên chủ bèn hỏi, kiếm chủ nhân gian, ông ta rất mạnh sao? Giọng nói đó lạnh nhạt nói, ông ta rất mạnh nhưng nói đến vô địch thì phải nhắc đến muội muội biến thái của ông ta. Hai, nghĩ đến thôi ra đầu ta cũng tê dại. Yêu nhân khó hiểu, muội muội. Giọng nói đó, ừ, còn vợ ông ta nữa và tên cả ngày ôm một đống thứ linh tinh gì chạy khắp nơi đốt loạn. Mẹ nó, đúng là không bình thường. Yêu nhân còn muốn hỏi gì đó, giọng nói đó, không nói đến chủ đề này nữa. Đi thôi. Đi tìm số mệnh bị phân tán khắp nơi, nếu là có chủ, chúng ta sẽ dùng cách chấp pháp câu cá. Yêu nhân hỏi, sư phụ, cách chấp pháp câu cá, hơi bị ổi, người học ai thế? Giọng nói đó, kiếm chủ nhân gian, lúc đầu ta bị ông ta bẫy, ông ta đúng là vô liêm sỉ. Ta nói cho con biết ông ta cực kỳ vô liêm sỉ, ta chưa từng gặp ai như thế. Chết tiệt, ta không thể miêu tả sự vô liêm sỉ của ông ta. Yêu nhân. Sau khi vào trong thành, Diệp Quân và Nam Lăng Nhất Nhất đi dọc theo con phố, trên đường đi hai người mua khá nhiều đồ. Dĩ nhiên đều là do Diệp Quân trả tiền. Nam Lăng Nhất Nhất cũng nghèo mà. Gặp phải một sư phụ như vậy thì ai cũng phải nghèo thôi. Đi dạo một lúc, hai người đến Tiên Bảo Các, đồ có thể mua ở Tiên Bảo Các rất nhiều, nơi này cái gì cũng có. Hai người đi một vòng, Diệp Quân đã tiêu tốn hết gần 5 vạn kim tinh. Phải nói hắn khá đau lòng. Nhưng nên tiêu thì vẫn phải tiêu. Mua xong đồ, hai người bèn rời đi, nhưng hai người vừa ra khỏi Tiên Bảo Các, một giọng nói bỗng vang lên, Nam Lăng Nhất Nhất. Nghe thế Diệp Quân quay đầu lại nhìn, ở cách đó không xa có mấy người đang nhìn chằm chằm họ. Ba nam một nữ. Chàng trai mặc đồ trắng đi đầu thấy mình không nhận lầm người bèn đi đến cười nói, đúng là muội rồi. Nam Lăng Nhất Nhất nhìn đám người đó không nói gì. Diệp Quân nhíu mày, lẽ nào đến gây chuyện? Chàng trai mặc đồ trắng nói, Nhất Nhất, không ngờ lại đúng là muội. Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu, sau đó nhìn Diệp Quân. Diệp Quân hiểu, cô ấy không muốn dây dưa với đối phương bèn dẫn Nam Lăng Nhất Nhất đi. Nhưng lúc này chàng trai mặc đồ trắng bỗng nói, Diệp Quân huynh, xin dừng bước. Diệp Quân nhìn chàng trai mặc đồ trắng ngạc nhiên nói, người biết ta sao?
Người đàn ông gật đầu, có thể Diệp Quân huynh không biết, tộc Chân Long đã phát lệnh truy nã huynh ở toàn trung thổ Thần Châu. Phát lệnh truy nã mình. Diệp Quân nhíu mày nhưng cũng không nói gì nhiều, dù sao cũng nằm trong dự đoán. Chàng trai mặc đồ trắng nói, Diệp Quân huynh, ta muốn nói với muội muội ta vài câu. Muội muội. Diệp Quân nhìn chàng trai mặc đồ trắng, cảm thấy hơi bất ngờ, người này thế mà lại là người của gia tộc Nam Lăng. Diệp Quân nhìn Nam Lăng nhất nhất, cô ta nhìn chàng trai mặc đồ trắng bình tĩnh nói, Nam Lăng nhân, huynh muốn nói gì? Nam Lăng nhân trầm giọng nói, nhất nhất, theo huynh về gia tộc đi. Nam Lăng nhất nhất lắc đầu. Nam Lăng nhân nhìn Diệp Quân, sau đó nói, nhất nhất, theo ta biết tộc Chân Long có thể sẽ có động thái lớn, muội ở lại đạo môn sẽ rất nguy hiểm. Dù muội không muốn về gia tộc Nam Lăng cũng nên đi khỏi đạo môn. Nam Lăng nhất nhất vẫn lắc đầu, sau đó nhìn Diệp Quân, chúng ta đi thôi. Diệp Quân gật đầu, sau đó dẫn Nam Lăng nhất nhất đi. Nam Lăng nhân nói, nhất nhất, khoan đã. Nói rồi hắn ta đi đến trước mặt Nam Lăng nhất nhất, sau đó lấy một chiếc nhẫn ra đưa cho Nam Lăng nhất nhất, nhất nhất, đạo môn cũng không dễ dàng, muội cứ nhận lấy 30 vạn kim tinh, đừng từ chối. Nam Lăng nhất nhất im lặng một lúc lâu vẫn lắc đầu. Sau đó kéo cánh tay Diệp Quân đi. Thấy thế, Nam Lăng nhân thở dài, sau đó lại nói, Diệp Quân huynh, gần đây có thể tộc Chân Long sẽ có động thái lớn, phải cẩn thận. Diệp Quân ở đằng xa quay đầu lại nhìn Nam Lăng nhân, cảm ơn nhiều. Nói rồi hắn và Nam Lăng nhất nhất nhanh chân đi về phía cuối con phố. Nam Lăng nhân đứng ở đó nhìn chiếc nhẫn trong tay, lắc đầu thở dài. Lúc này một người đàn ông bên cạnh hắn ta nói, đại ca, cô ta chẳng qua chỉ là một đứa con riêng, không muốn về thì thôi vậy. Nam Lăng nhân lắc đầu, không thể nói thế, mặc dù muội ấy không được cha nhận nhưng trên người muội ấy có dòng máu của gia tộc Nam Lăng, có quan hệ huyết thống với chúng ta. Hắn ta nhìn Diệp Quân và Nam Lăng nhất nhất ở đằng xa, khẽ nói, lỗi lầm người lớn phạm phải không nên để thế hệ sau gánh chịu đau khổ, cha cũng có lỗi trong chuyện này. Nghe thế mấy người đứng phía sau hắn ta đều không dám đáp lời. Dám nói ra chủ gia tộc họ Nam Lăng như thế cũng chỉ có vị đại ca này thôi. Vì vị đại ca này chính là tộc trưởng tương lai của gia tộc họ Nam Lăng mà tiên tổ của gia tộc Nam Lăng Hàn chỉ định. Vị trí thiếu tộc trưởng này là vững chắc nhất từ trước đến nay. Nam Lăng nhân nhìn bóng lưng Diệp Quân ở đằng xa nói, Diệp huynh này đúng là khí chất siêu phàm, khí tức mạnh mẽ, là một nhân tài hiếm thấy. Nếu ta là tộc trưởng của thần tộc và gia tộc họ Lý thì sẽ thu nhận hắn. Người đàn ông trầm giọng nói, đại ca, người mà hắn đắc tội là tộc Chân Long, hơn nữa còn giết người của nhà họ An, thu nhận hắn tức là muốn đối đầu với tộc Chân Long và nhà họ An. Mặc dù người này không tệ nhưng ta nghĩ không đáng để trở thành kẻ thù với hai gia tộc này. Nam Lăng nhân lắc đầu, trước kia ta cũng nghĩ không đáng nhưng sau khi gặp người này, ta lại cảm thấy đáng. Người đàn ông nhíu mày khó hiểu, tại sao? Nam Lăng nhân cười nói, tất cả chúng ta đều tập trung sự chú ý đến tộc Chân Long và nhà họ An nhưng lại quên mất một chuyện, đó là vị Diệp huynh này đã giết An Mục, hơn nữa còn giết cả Chân Long. An Mục là ai chứ? Người này là thiên tài tuyệt thế mà Thư viện Quan Huyên ngầm xác định đi tranh giành số mệnh, thiên phú và thực lực của người này là đỉnh cấp nhất ở trung thổ Thần Châu này chứ đừng nói là thượng giới, huống gì trên người hắn còn có một con Chân Long. Con rồng này là thiếu tộc trưởng của tộc Chân Long, bản thân nó đã đủ yêu nghiệt rồi. Nói đến đây, hắn ta ngừng một chốc rồi trầm giọng nói, thế nhưng họ hợp sức lại vẫn bị vị Diệp huynh này giết chết, dĩ nhiên những điều này đều là thứ yếu. Quan trọng nhất là hắn được đạo tiền bối nhận làm đệ tử, đạo tiền bối là một trong 12 nhân vật đỉnh cao ở trung thổ Thần Châu. Đạo Hòa Thượng, người đàn ông im lặng không nói, đây đúng là một người vô cùng lợi hại. Mặc dù đạo môn chỉ có một người nhưng không ai dám xem thường, chỉ vì ông ấy. Nam Lăng nhân nói tiếp, đạo tiền bối không thể không nhìn ra được những mối quan hệ này, nhưng ông ta vẫn nhận Diệp huynh làm đệ tử, chỉ có hai khả năng, một là đạo tiền bối giả vờ uống say. Người đàn ông lắc đầu, không thể có chuyện này. Nam Lăng nhân cười nói, khả năng thứ hai là Diệp huynh này yêu nghiệt hơn chúng ta nghĩ, cường giả ở cấp bậc như đạo tiền bối cũng đã động lòng. Sau đó thu hắn về làm đệ tử, nếu ta đoán không lầm thì chắc là Diệp huynh này muốn giành lấy số mệnh đại đạo cho đạo môn. Số mệnh đại đạo.
Người đàn ông trầm giọng nói, đại ca, số mệnh đại đạo này không dễ tranh. Nam Lăng Nhân gật đầu, trận đánh này có thể là trận khó nhất trong lịch sử. Người đàn ông nhìn Nam Lăng Nhân, đại ca, huynh muốn tham gia sao? Nam Lăng Nhân lắc đầu, ta không có khả năng này, gia tộc Nam Lăng cũng không có ai có năng lực này nên chúng ta chỉ có thể chuẩn bị chu đáo rồi mới hành động, quan hệ xã giao rộng, bớt làm chuyện xấu. Từ trước đến nay, hễ các gia tộc lớn bị tiêu diệt, 80-90% đều do có người làm việc bất chính, gieo nhân nào gặp quả đó. Nói rồi hắn ta nhìn mấy người phía sau, mặc dù gia tộc họ Nam Lăng là một trong 6 gia tộc lớn nhưng trong vũ trụ mênh mông, thật ra cũng chẳng là gì nên chúng ta nhất định phải tự khắc chế hành vi, lời nói của mình, bớt làm chuyện xấu. Mấy người đó đều gật đầu. Nam Lăng Nhân nhìn về phía đằng xa khẽ nói, mong họ có thể vượt qua được cửa ải này. Sau khi ra khỏi Ung Thành, Diệp Quân và Nam Lăng Nhất Nhất ngự kiếm lên thẳng tầng mây. Nam Lăng Nhất Nhất im lặng không nói gì. Diệp Quân cười nói, đừng nghĩ nhiều, không muốn về gia tộc thì đừng về. Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu, ta nghĩ đạo môn rất tốt. Diệp Quân khẽ cười, sau đó dừng lại, Nam Lăng Nhất Nhất nhìn Diệp Quân, Diệp sư đệ, sao dừng lại? Diệp Quân mỉm cười, sau đó quay đầu lại nhìn, còn không chịu ra đây sao? Vừa dứt lời, tầng mây nơi đó bỗng tách ra. Một người đàn ông trung niên xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Quân và Nam Lăng Nhất Nhất. Người đến chính là Ngao Mông. Nhìn thấy Ngao Mông, Nam Lăng Nhất Nhất biến sắc. Diệp Quân vẫn rất bình tĩnh như đã có dự đoán từ trước. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quân, Ngao Mông nhíu mày cảm thấy bất an. Ông ta vừa định nói gì thì đúng lúc này bên dưới bỗng xuất hiện một luồng khí tức đáng sợ, sau đó đao quang vài trăm trượng lao đến. Sắc mặt Ngao Mông thay đổi tức giận nói, các ngươi bẫy ta. Nói rồi cảm nhận được khí tức đáng sợ của đao quang, ông ta không dám sơ suất bèn khôi phục chân thân. Một con chân long dài mấy ngàn trượng xuất hiện trong tầng mây, uy lực của rồng cuồn cuộn nhưng chưa thể ngăn được đao quang đó. Vèo, xoẹt, từng tiếng xé nát và tiếng gào thét vang lên, con chân long đó bị đao quang chém đứt, máu rồng chảy ròng ròng. Diệp Quân xòe bàn tay ra thu lại chiếc nhẫn của Ngao Mông, sau đó lại lấy một chiếc nhẫn thu máu rồng và thi thể của Ngao Mông lại. Nam Lăng Nhất Nhất há hốc miệng. Động tác quá mức thành thạo. Lúc này đạo hòa thượng xuất hiện, trong tay ông ấy là một thanh đao sắt. Hòa thượng mang đao. Diệp Quân nói, sư phụ thần uy, sư phụ vô địch. Đạo hòa thượng nhìn Diệp Quân, xác rồng mỗi người một nửa. Nói rồi ông ấy nhíu mày. Không đúng, rồng là do mình giết, tại sao phải chia nửa với tên khốn này? Lúc này Diệp Quân nói, sư phụ, tộc chân long chắc chắn còn đến nữa, chúng ta giúp trước đi. Đạo hòa thượng nhìn Diệp Quân, lần trước không giết tên này là vì không muốn trở mặt hoàn toàn nhưng bây giờ chúng ta đã trở mặt với tộc chân long, người biết có nghĩa là gì không? Diệp Quân im lặng một chốc rồi nói, họ sẽ báo thù càng điên cuồng hơn. Đạo hòa thượng sầm mặt. Nghe Diệp Quân và Đạo Hòa Thượng nói chuyện, Nam Lăng Nhất Nhất bên cạnh cũng hiểu ra. Đây là một cái bẫy. Cái bẫy do sư đệ và sư phụ mình bày ra để nhắm vào Ngao Mông. Nam Lăng Nhất Nhất nhìn Đạo Hòa Thượng, lắc đầu thầm nói, sư phụ đúng là thâm hiểm quá. Sau đó cô ấy nhìn Diệp Quân, thầm nói, sư đệ đúng là trí tuệ vô song. Ba người không ở lại lâu, lập tức xoay người về đạo môn. Khi ba người đi không lâu, thời không ở đó bỗng bị nứt ra, sau đó một người đàn ông trung niên mặc đồ màu vàng kim và một ông lão chậm rãi bước ra. Người đàn ông trung niên chính là tộc trưởng tộc Chân Long, Ngao Thiên. Ngao Thiên nhìn xung quanh, híp mắt lại, chúng ta đến muộn rồi. Ông lão sầm mặt, chắc chắn là đạo hòa thượng đó ra tay. Ngao Thiên gật đầu, dĩ nhiên Diệp Quân đó không có khả năng này. Nói rồi ông ta quay đầu lại nhìn về hướng đạo giới, khẽ nói, nếu đạo hòa thượng ngươi đã không muốn yên ổn an hưởng tuổi già thì tộc chân long ta cũng chỉ có thể tiễn ngươi đến cùng. Sau khi về đến đạo môn, ba người Diệp Quân lập tức đi vào đại điện. Diệp Quân lấy chiếc nhẫn của Ngao Mông ra, Nam Lăng Nhất Nhất nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, mặt đầy vẻ tò mò. Đạo hòa thượng cũng hơi kích động. Tộc chân long này cực kỳ giàu có. Diệp Quân mở chiếc nhẫn ra. Trong chiếc nhẫn có đếm 30 vạn kim tinh. Ngoài ra còn có 12 nội đan yêu thú cấp thiên,
nhưng chẳng có lấy một viên cấp đế. Phát tài rồi. Ba người Diệp Quân nhìn nhau cười. Đây đương nhiên là một số tiền không nhỏ với ba người. Diệp Quân bỗng nói, sư phụ, e là tộc Chân Long sẽ trả thù chúng ta. Đạo Hòa Thượng nhìn Diệp Quân, người nghĩ nên làm thế nào? Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, bây giờ thực lực của đệ tử còn quá yếu, chỉ có thể đánh một người, những người còn lại phải dựa vào sư phụ rồi. Nam Lăng Nhất Nhất che miệng cười, sư đệ này cũng thông minh quá đấy. Đạo Hòa Thượng nhìn Diệp Quân, người trông có vẻ thành thật mà trong bụng cũng chẳng phải người tốt nhỉ. Nói rồi ông ấy nhìn Nam Lăng Nhất Nhất, con đó phải cẩn thận với hắn một chút. Nam Lăng Nhất Nhất hơi bất mãn nhìn Đạo Hòa Thượng, cần người lo chuyện của con sao? Diệp Quân cười khổ, quả thật ta không đánh lại những người khác mà. Đạo Hòa Thượng nói, vậy mà ngươi dám giết rồng của tộc Chân Long. Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, đánh không lại không có nghĩa là ta không dám đánh. Đạo Hòa Thượng sửng sốt, sau đó bật cười, được đấy. Nói rồi ông ấy chia đồ trong chiếc nhẫn thành hai phần, một phần cho Diệp Quân, một phần cho Nam Lăng Nhất Nhất. Diệp Quân ngạc nhiên, sư phụ, người không lấy sao? Đạo Hòa Thượng lắc đầu, các ngươi cần tài nguyên tu luyện. Dứt lời, ông ấy xoay người đi. Diệp Quân nhìn chiếc nhẫn trước mặt, trong chiếc nhẫn có 15 vạn kim tinh, cộng thêm số hắn sẵn có, bây giờ hắn có 58 vạn kim tinh. Đủ để tu luyện trong thời gian ngắn rồi. Tu luyện. Diệp Quân thầm thở dài, đạo môn này không có bất kỳ nơi tu luyện nào cả. Ngay lúc này Nam Lăng Nhất Nhất bỗng nói, Diệp sư đệ, có phải đệ muốn tu luyện không? Diệp Quân gật đầu, ừ. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, đệ có thể đến Tiên Bảo Các. Diệp Quân hơi nhíu mày, Tiên Bảo Các. Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu, đúng thế, Tiên Bảo Các có nơi tu luyện đặc biệt, không thua kém gì thư viện Quan Huyên, đệ tử của 6 gia tộc lớn đều thường xuyên đến nơi tu luyện của Tiên Bảo Các để tu luyện. Đương nhiên nơi này rất tốn tiền, nghe nói chỗ cực kỳ tốt một ngày mất đến hàng vạn kim tinh. Một ngày tốn hàng vạn kim tinh. Diệp Quân nghe thế lập tức lắc đầu, đúng là vô lý. Người nghèo không xứng tu luyện. Nam Lăng Nhất Nhất lại nói, Tiên Bảo Các là một nơi thần kỳ, chỉ cần đệ có tiền thì gì cũng mua được. Tiếc là ta không có tiền, nếu không ta chắc chắn sẽ mua rất nhiều cấm thuật thượng cổ thời đại Thanh Khưu về để học hỏi. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, thời đại Thanh Khưu. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, sư đệ không biết sao. Diệp Quân lắc đầu. Nam Lăng Nhất Nhất giải thích, trung thổ thần châu mà chúng ta đang ở đây thuộc quyền quản lý của vũ trụ Quan Huyên, mà cả vũ trụ Quan Huyên được chia thành hai thời đại đầu tiên là thời đại của kiếm chủ nhân gian nên được gọi là thời đại nhân gian, thời đại thứ hai là thời đại Thanh Khưu do viện trưởng Thanh Khưu đứng đầu. Đó là cường giả đứng đầu của vũ trụ Quan Huyên nhưng đã 1000 năm rồi chưa nghe nói đến tin tức của bà ấy. Có người nói bà ấy đi tìm kiếm chủ nhân gian. Cũng có người nói bà ấy rơi vào trạng thái ngủ say. Cô ấy lắc đầu nói tiếp, cụ thể thế nào ta cũng không biết, có thể chỉ có người của Tổng viện Thư viện Quan Huyên mới biết. Viện trưởng Thanh Khưu. Diệp Quân thầm hỏi, Tháp gia, người biết viện trưởng Thanh Khưu này không? Tiểu Tháp nói, biết. Diệp Quân nói, Tháp gia, người đúng là lợi hại, thế mà còn quen với nhiều ông lớn như thế, thật là hổ thẹn, trước đây ta còn tưởng ngươi là một tên côn đồ. Tiểu Tháp. Lúc này Nam Lăng Nhất Nhất lại nói, sư đệ, nếu đệ muốn nhanh chóng tu luyện chỉ có thể đến Tiên Bảo Các, hơn nữa Tiên Bảo Các có một lợi ích là không thể sử dụng võ thuật, tức là khi đệ tu luyện ở trong đó, người tộc Chân Long không dám ra tay đánh đệ. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Nam Lăng Nhất Nhất nhếch môi, sau đó cô ấy lấy 10 vạn kim tinh trong chiếc nhẫn của mình đưa cho Diệp Quân. Diệp Quân khó hiểu. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, xem như ta cho đệ mượn. Diệp Quân lại lắc đầu, ta tạm thời đủ dùng rồi. Hắn biết thật ra cô gái này sống cũng rất túng thiếu, dĩ nhiên hắn không thể mặt dày lấy tiền của người ta. Nam Lăng Nhất Nhất còn muốn nói gì đó, Diệp Quân lại cười nói, thật đó, tỷ cứ giữ lại đi. Nam Lăng Nhất Nhất do dự một chốc rồi gật đầu, vậy được, nếu đệ cần thì cứ nói với ta, tạm thời ta không có việc gì tiêu tiền cả. Diệp Quân gật đầu, ừ. Nam Lăng Nhất Nhất đứng dậy, vậy chúng ta bắt đầu xây phòng cho đệ đi. Diệp Quân gật đầu, ừ. Hai người vừa nói vừa ra khỏi đại điện. Khoảng 3 canh giờ sau khi hai người tất bật,
một căn phòng đơn giản của Diệp Quân đã được xây xong. Không lớn nhưng cũng không nhỏ, một người ở hoàn toàn không có vấn đề gì. Hai người vừa hợp sức cải tạo lại đạo điện. Đạo điện này quả thật quá mức giản dị. Dưới sự cố gắng của hai người, đại điện được thay đổi hoàn toàn mới từ trong ra ngoài. Bận rộn một hồi đã đến nửa đêm. Hai người ngồi trước bậc thềm đá, Diệp Quân bỗng hơi tò mò, sư tỷ, tổ sư của đạo môn chúng ta là ai vậy? Nam Lăng Nhất Nhất lắc đầu, ta không biết. Diệp Quân nhìn Nam Lăng Nhất Nhất, cô ấy cười khổ, không chỉ ta không biết mà sư phụ cũng không biết. Diệp Quân cạn lời. Như nghĩ đến điều gì, hắn thầm hỏi, tháp gia, người biết không? Tiểu tháp nói, biết chứ. Diệp Quân vội hỏi, là ai? Tiểu tháp nói, chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quân nhíu mày, chủ nhân đại đạo bút, ông ta với kiếm chủ nhân gian thì ai mạnh hơn? Tiểu tháp im lặng một lúc mới nói, kiếm chủ nhân gian không gọi đồng bọn đến thì chủ nhân đại đạo bút mạnh hơn, còn nếu kiếm chủ nhân gian gọi người đến thì ông ấy mạnh hơn. Gọi đồng bọn. Diệp Quân hỏi ngạc nhiên, kiếm chủ nhân gian đánh nhau còn dẫn theo đồng bọn à? Tiểu tháp nói, chuyện như cơm bữa. Diệp Quân. Một lúc sau, Diệp Quân và Nam Lăng Nhất Nhất tạm biệt nhau. Diệp Quân đi thẳng đến Tiên Bảo Các. Hắn sẽ không lãng phí thời gian của mình, có thời gian sẽ tu luyện. Cuộc tranh giành số mệnh cần có thực lực. Tiêu diệt tộc Chân Long cần có thực lực. Đến đế tộc Bất Tử cần có thực lực. Diệp Quân không có thời gian để lãng phí, bây giờ với hắn chỉ có liều mạng cố gắng. Diệp Quân ngự kiếm đến Tiên Bảo Các, khi hắn bước vào Tiên Bảo Các, một người đàn ông đứng trong tầng mây thu hồi ánh mắt, sau đó gỡ bình hồ lô trên thắt lưng xuống. Người này chính là Đạo Hòa Thượng. Trong Tiên Bảo Các, người tiếp đón Diệp Quân là quản sự Mạc Nhã của Tiên Bảo Các ở Ung Thành. Là một cô gái có tướng mạo rất xinh đẹp, trông rất thông thái. Mạc Nhã cười nói, vị công vị này, nơi tu luyện được chia thành 6 loại, lần lượt là phòng tu luyện chữ nhân, phòng tu luyện chữ địa, phòng tu luyện chữ huyền, phòng tu luyện chữ thiên, phòng tu luyện chữ đế và phòng tu luyện chữ thần. Không biết công tử muốn phòng nào? Diệp Quân trầm giọng nói, phòng tu luyện chữ thiên có giá bao nhiêu? Mạc Nhã mỉm cười, 1 vạn kim tinh một ngày. 1 vạn kim tinh? Diệp Quân im lặng không nói. Đắt quá. Diệp Quân do dự một chốc rồi nói, phòng tu luyện chữ đế thì sao? Mắt Mạc Nhã sáng rực, nhiệt tình nói, công tử, phòng tu luyện chữ đế 2 vạn kim tinh một ngày. Diệp Quân gật đầu, ta lấy phòng tu luyện chữ nhân. Nụ cười của Mạc Nhã cứng đờ. Ngươi đùa đấy à? Hỏi một hồi ngươi lại lấy cái rẻ nhất. Diệp Quân do dự rồi nói, phòng tu luyện chữ nhân, không đắt chứ? Mạc Nhã bình tĩnh nói, không đắt. 1.000 kim tinh một ngày. Diệp Quân khẽ nói, còn cái nào rẻ hơn không? Mạc Nhã im lặng, nếu không phải thấy chàng trai trước mặt anh Tuấn thì cô ta đã đuổi người đi rồi. Diệp Quân mỉm cười nói, ngại quá, ta không có nhiều tiền. Mạc Nhã cười nói, hiểu rồi. Diệp Quân lấy một chiếc nhẫn ra đưa cho Mạc Nhã, ta muốn tu luyện 10 ngày. Mạc Nhã gật đầu, nhận lấy chiếc nhẫn nói, đi theo ta. Nói rồi cô ta dẫn Diệp Quân đến một đại điện, trong đại điện có gần 100 trận pháp dịch chuyển. Mạc Nhã nhìn Diệp Quân, người muốn tu luyện phương diện nào? Bọn ta có rất nhiều loại, loại nào cũng có. Diệp Quân nói, trọng lực. Mạc Nhã gật đầu, cô ta chỉ vào trận pháp dịch chuyển ở cách đó không xa, đây là trọng lực cấp 1, vào đi. Diệp Quân do dự rồi nói, ta muốn đến trọng lực cấp 10. Cấp 10. Mạc Nhã sửng sốt. Sau đó nhìn Diệp Quân, cấp 10. Diệp Quân gật đầu. Mạc Nhã trầm giọng nói, ngươi chẳng qua chỉ là cảnh giới ngự không, ngươi chắc chắn muốn đến cấp 10 chứ? Diệp Quân gật đầu, ừ. Mạc Nhã nhìn Diệp Quân rồi chỉ vào một trận pháp dịch chuyển ở đằng xa, đó là trận pháp dịch chuyển cấp 10. Diệp Quân gật đầu, sau đó đi về phía trận pháp dịch chuyển đó, nhưng nghĩ đến điều gì, hắn bỗng xoay người nhìn Mạc Nhã, cô nương. Chỗ các cô cao nhất là cấp bao nhiêu? Mạc Nhã nói, cấp 16. Diệp Quân hỏi, nếu đi vào cấp 16 thì có phần thưởng gì không? Mạc Nhã nhìn Diệp Quân, có, nếu dưới 20 tuổi đi vào trọng lực cấp 16 thì có thể nhận được 30 vạn kim tinh, nhưng đến giờ không ai có thể làm được. Ôi trời! Diệp Quân kích động, còn kiếm được tiền.
Mạc Nhã chớp mắt, không nói gì. Diệp Quân mỉm cười nói, có giới hạn thời gian không? Mạc Nhã lắc đầu, có. Ngoài giới hạn tuổi còn giới hạn số lần, một năm chỉ có 3 lần. Diệp Quân gật đầu, cảm ơn cô nương đã giải đáp. Nói rồi hắn xoay người đi vào trận pháp dịch chuyển, ngay sau đó trận pháp dịch chuyển khởi động, hắn biến mất. Mạc Nhã im lặng hồi lâu mới lắc đầu, người thì đẹp trai đấy nhưng cũng nghèo thật. Hai, cũng không biết thiếu gia nghèo nhà nào, nhìn có vẻ đáng thương, mệnh khổ. Nói xong, cô ta xoay người đi. Trong thời không đặc biệt, Diệp Quân vừa bước vào đã cảm thấy như mình gánh thêm một ngọn núi lớn, một luồng sức ép áp sát vào tim hắn khiến hắn thấy khó thở. Nhưng hắn lại mỉm cười. Lâu rồi mới thấy lại cảm giác này. Thật ra hắn không hiểu nhiều lắm về kiếm đạo, tháp gia không dạy cho hắn quá nhiều. Mà thứ hắn theo đuổi trong kiếm đạo rất đơn giản, chỉ hai chữ tốc độ. Nhanh. Đương nhiên, nhanh kiểu này không giống với nhanh kiểu kia thì không được đâu. Chỉ cần tốc độ đạt đến cực hạn thì một nhát kiếm có thể phá hủy tất cả. Trước mắt, đây chính là lý giải về kiếm đạo và thứ hắn theo đuổi trong kiếm đạo. Có được lý giải và sự theo đuổi này là vì lúc trước chém giết với người ta ở Nam Châu, thứ hắn dựa vào chính là tốc độ. Tốc độ của ai nhanh hơn thì người đó có ưu thế rất lớn. Thế nên bây giờ hắn tu luyện, chỉ có một từ, nhanh. Tất nhiên là còn một nguyên nhân nữa, đó chính là vì hắn quá nghèo, muốn tu luyện cái khác cũng không có tiền để duy trì. Diệp Quân thôi không suy nghĩ nữa, nhìn quanh bốn phía, thấy hơi kinh ngạc. Vì hắn phát hiện linh khí ở đây vô cùng đậm đặc, lại cực kỳ thuần khiết. Ít nhất phải là địa mạch. Diệp Quân sao động, hắn không ngờ, trong phòng tu luyện kiểu này lại có địa mạch cung cấp linh khí. Bỗng nhiên hắn chợt hiểu ra vì sao ở đây lại thu phí đắt như vậy rồi. Đúng là đắt sắt ra miếng mà. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Quân bắt đầu ngự kiếm. 1000 kim tinh một ngày đấy, không lãng phí được đâu. Tại tộc Chân Long. Trong điện Chân Long, Ngao Thiên ngồi đối diện với một người phụ nữ xinh đẹp. Đối diện với người phụ nữ xinh đẹp này, Ngao Thiên không hề có chút kiêu căng nào, ngược lại, ông ta còn có vẻ hơi cung kính. Người phụ nữ này không phải ai khác, chính là đại trưởng lão nhà họ An tới từ Thanh Châu An Phi. Tuy nhà họ An không ở trung thổ Thần Châu nhưng dù có là đế tộc bất tử cũng không đặc biệt bằng nhà họ An. Có thể nói rằng nhà họ An là một trường hợp vô cùng đặc biệt ở vũ trụ Quan Huyên, địa vị siêu phàm. Vì nhà họ An từng xuất hiện 2 vị võ thần. Vị võ thần thứ 2 chính là một trong những vị thê tử của kiếm chủ nhân gian. Năm xưa, lúc kiếm chủ nhân gian thành thân với vị An võ thần này, ông ấy đã dẫn theo mấy trăm vạn cường giả tới nhà họ An ở Thanh Châu để rước dâu, đồng thời quỳ gối trước vị nữ võ thần này trước mặt mấy trăm vạn cường giả. Hôn lễ đó long trọng chưa từng thấy. Có mối quan hệ này, mọi người có thể tưởng tượng ra được địa vị của nhà họ An là như thế nào. Tuy chuyện đã qua hàng chục triệu năm nhưng không ai dám xem thường nhà họ An. Có lẽ người ngoài không biết, mỗi năm nhà họ An đều có 5 suất tân sinh đến Tổng viện Thư viện Quan Huyên. Tổng viện Thư viện Quan Huyên đấy. Dù là đế tộc bất tử thì mỗi năm cũng chỉ có 1 suất thôi, mà nhà họ An lại có đến 5 suất. Có thể mường tượng ra được họ đặc biệt đến thế nào, đặc biệt đến nỗi những thế gia siêu cấp ở Tổng viện Thư viện Quan Huyên cũng phải nể mặt họ đôi phần. Cũng chính vì thế, những năm trở lại đây, nhà họ An làm việc không phải kiêu căng và bá đạo bình thường thôi đâu. Đương nhiên, bọn họ có tư cách này. Lúc này, An Phi bỗng thản nhiên nói, nghe nói Diệp Quân kia đã gia nhập đạo môn rồi à? Ngao Thiên gật đầu, đúng vậy. An Phi nhìn Ngao Thiên. Không biết Ngao Thiên tộc trưởng định thế nào. Ngao Thiên im lặng một lát mới trả lời, thực lực của đạo hòa thượng kia không đơn giản. An Phi nhìn Ngao Thiên, có không đơn giản đến thế nào thì cũng chỉ là một con người. Ngao Thiên nhìn về phía An Phi, thanh niên kia là một kiếm tu, thanh kiếm kia cũng là vật phi thường, sau lưng người này chắc là một vị đại kiếm tiên. An Phi khẽ cười, Ngao Thiên tộc trưởng muốn nhà họ An ta tỏ thái độ đúng không? Ngao Thiên im lặng. Đến bây giờ ông ta vẫn chưa ra tay chính là chờ xem thái độ của nhà họ An, nói cách khác là chờ nhà họ An ủng hộ. An Phi bình tĩnh nói, An Mục là thiên tài ngàn năm hiếm thấy của nhà họ An ta, mà nó lại chết trong tay cậu thanh niên kia,
tất nhiên nhà họ An ta sẽ không bỏ qua mối thù này. Nhưng, nói rồi bà ta nhìn Ngao Thiên, bọn ta không tiện ra mặt, Ngao Thiên tộc trưởng hiểu không? Ngao Thiên gật đầu, hiểu rồi. Dù sao An Mục và Diệp Quân là quyết chiến công bằng, nếu bây giờ nhà họ An trả thù thì sẽ bị người đời đàm tiếu. An Phi bỗng nói, năm nay, nhà họ An ta cũng sẽ có năm suất đến Tổng viện Thư viện Quan Huyên, nhưng nhân tài thế hệ này của nhà họ An ta khá ít, thế nên nhà ta sẽ nhường một suất cho tộc Chân Long. Nghe vậy, Ngao Thiên bỗng nheo mắt lại, trong lòng vui mừng như điên, mục đích của ông ta chính là việc này. Để tộc Chân Long làm người xấu cũng được, nhưng nhà họ An phải đưa ra lợi ích tương xứng. Ngao Thiên kìm nén sự kích động trong lòng, tươi cười, An Phi trưởng lão yên tâm, cậu thanh niên kia ắt sẽ chết. An Phi gật nhẹ đầu, sau đó đứng lên, Ngao Thiên tộc trưởng, cậu thanh niên này có thể sở hữu thực lực như thế, không phải là một thiên tài đơn giản đâu. Mà cách tốt nhất để đối phó với loại thiên tài không đơn giản này chính là giết chết hắn ngay khi hắn còn chưa trưởng thành. Nói rồi, bà ta nhìn Ngao Thiên, đêm dài lắm mộng. Ngao Thiên gật đầu, ta hiểu cả. An Phi khẽ gật đầu, không nói gì mà đi ra ngoài. An Phi vừa đi, Ngao Thiên bỗng cười to lên. Một suất, tộc Chân Long là một thế lực lớn cực kỳ ngang tàng ở Trung Thổ Thần Châu, thế nhưng đặt ở Tổng viện Thư viện Quan Huyên thì không là gì cả. Dù là thiên tài yêu nghiệt nhất của tộc Chân Long muốn vào Tổng viện Thư viện Quan Huyên cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Nơi đó thật sự quá biến thái. Trung Thổ Thần Châu cai quản 3.000 thế giới, mà có tổng cộng 9 châu lớn như thế này, thế nên được xưng là Cửu Châu. Cửu Châu thuộc quyền quản lý của vũ trụ Quan Huyên, ngoài Cửu Châu còn có vũ trụ cùng cấp, đến bây giờ đã có hàng vạn vũ trụ cùng cấp được xác nhận. Hàng vạn vũ trụ cùng cấp. Mỗi vũ trụ cùng cấp đều rộng lớn hơn Trung Thổ Thần Châu. Mà mục tiêu của những thiên tài yêu nghiệt của tất cả các vũ trụ cùng cấp này đều là Tổng viện Thư viện Quan Huyên. Có thể tưởng tượng ra được sự cạnh tranh đó khủng bố đến thế nào. Đừng nói là 6 đại thế gia, do dùng là thiên tài của Thư viện Quan Huyên ở Trung Thổ Thần Châu muốn vào Tổng viện Thư viện Quan Huyên cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Nói một cách đơn giản, có hai con đường để vào Tổng viện Thư viện Quan Huyên. Một là người có bối cảnh nghịch thiên, như nhà họ An, hay như đế tộc bất tử. Hai là người phải thực sự nghịch thiên không gì sánh được, nghịch thiên đến độ Tổng viện Thư viện Quan Huyên cũng không thể nào từ chối được. Mà kiểu người này, vạn năm cũng khó mà có được một người. Người trước là ai? Là Diệp Phú tới từ nhà họ Diệp ở Thanh Châu, bây giờ đang ở Thư viện Quan Huyên, năm xưa được cưng là đệ nhất kiếm tiên. Thế nên, tộc Chân Long có thể giành được một suất đã là chuyện vô cùng đáng quý rồi. Ngao Thiên kìm nén sự kích động trong lòng, sau đó gọi, người đâu? Lúc này, một ông lão xuất hiện trước mặt Ngao Thiên. Ngao Thiên ra lệnh, triệu tập tất cả Chân Long trưởng thành của tộc ta, đến thẳng đạo môn. Ông ta cũng không muốn đêm dài lắm mộng. Bây giờ đã nhận được lợi ích từ nhà họ An rồi, đương nhiên ông ta phải dốc toàn lực để giết chết Diệp Quân, tránh để thiên tài này có cơ hội trưởng thành. Ông lão trần trừ một lúc mới nói, tộc trưởng, bây giờ Diệp Quân kia không có ở đạo môn. Nghe vậy, Ngao Thiên khẽ cau mày, không có ở đạo môn. Ông lão gật đầu, bây giờ hắn đang tu luyện ở Tiên Bảo Các. Tu luyện. Sau một hồi im lặng, Ngao Thiên nói, tất cả Chân Long trưởng thành đi tới Tiên Bảo Các. Ông lão thấy cả kinh, vội nói, tộc trưởng, làm vậy không được đâu. Tiên Bảo Các. Đây là thế lực siêu cấp duy nhất hiện nay có thể sánh ngang hàng với Thư viện Quan Huyên. Tộc Chân Long không thể nào đắc tội được đâu. Ngao Thiên bình tĩnh nói, yên tâm, ta sẽ không đánh vào Tiên Bảo Các đâu. Ta muốn đợi, đợi hắn ra ngoài, sau đó giết hắn luôn. Nghe vậy, ông lão thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu tộc trưởng thật sự muốn đánh vào Tiên Bảo Các, thế thì sẽ xảy ra binh biến mất. Có thể cùng hưởng vinh hoa phú quý, nhưng không thể cùng nhau đâm đầu vào chỗ chết được. Rất nhanh. Một đám cường giả Chân Long đã bay thẳng lên trời từ Chân Long giới, lao vun vút về phía Tiên Bảo Các. Lúc này ở Tiên Bảo Các, Diệp Quân đã đến không gian tu luyện trọng lực cấp 11. Không gian trọng lực cấp 10, hắn chỉ cần 3 canh giờ để hoàn toàn thích nghi. Mà đến cấp 11, hắn bỗng cau mày. Không đủ mạnh. Thế là hắn lên thẳng cấp 12.
Lúc cảm nhận được đôi chân mình nặng như đeo ngàn cân, hắn bỗng nhếch miệng cười. Thứ hắn cần chính là cảm giác này. Hắn muốn ép bản thân. Hắn muốn đột phá giới hạn của mình. Lúc này, tiểu tháp do dự một lát rồi hỏi, sao ngươi phải liều mạng thế này? Nghe hỏi, sau một thoáng suy nghĩ, Diệp Quân đáp, ta vốn là một thế tử nho nhỏ của nhà họ Diệp, may mắn quen biết với tháp gia, có được truyền thừa kiếm đạo, có cơ hội đổi đời đi trái với lẽ thường, đương nhiên ta phải nắm thật chắc cơ hội này rồi. Đối với hắn, cố gắng quan trọng, nhưng cơ hội càng quan trọng hơn. Nếu không có tháp gia, dù hắn có cố gắng hơn nữa thì thành tựu cũng có giới hạn mà thôi. Cố gắng là nền tảng, gặp được cơ hội thì phải càng nên cố gắng. Trong tháp, tiểu tháp khẽ nói, ta thấy được bóng dáng của lão chủ trên người thằng nhóc này. So sánh về vài mặt nào đó, hắn còn hơn cả lão chủ. Giọng nói bí ẩn im lặng. Đương nhiên nó biết lão chủ mà tiểu tháp nói đến là ai, chính là một trong tam kiếm vô địch năm xưa Thanh Sam kiếm chủ. Tiểu tháp khẽ nói, nếu tiểu chủ và tiểu chủ mẫu có thể gặp được thằng nhóc này, chắc là sẽ cảm thấy rất vui mừng. Nói đến đây, nó không nói tiếp nữa. Giọng nói bí ẩn cũng hoàn toàn chìm vào im lặng. Hai ngày sau, Diệp Quân đã hoàn toàn thích ứng được với trọng lực thời không ở đó. Hắn không hề rời đi mà ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí ở đây. Không thể lãng phí những linh khí này được. Đều là bỏ tiền ra mua cả đấy. Phải hấp thụ hết mới đi. Trong tiên bảo các, trước mặt Mạc Nhã, một cô gái thanh tú nói với vẻ mặt hơi tức giận, Mạc Nhã tỷ, tên đó đã thích ứng được với trọng lực thời không cấp 13 rồi mà vẫn không chịu đi, hắn ở đó hấp thụ cho bằng hết linh khí rồi mới chịu đi. Tên này, đúng là khiến người ta cạn lời. Việc này hệt như chuyện ngươi đến một quán ăn, gọi một món cải xào rẻ tiền, xong ăn với cả một thùng cơm vậy. Thế này là chiếm hời của người ta. Mạc Nhã bình tĩnh nói, chúng ta cũng đâu có quy định không được hấp thu linh khí. Cô gái hơi giận nói, thế nhưng hắn cũng không thể chiếm lợi từ tiên bảo các chúng ta như vậy được. Mạc Nhã cười nói, muội không cảm thấy hắn rất lợi hại à. Mới cảnh giới ngự không mà đã có thể vào được trọng lực thời không cấp 13 rồi. Nghe vậy, cô gái thanh tú suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, đúng là lợi hại thật đấy. Mạc Nhã đặt quyển sổ bảo mật trong tay mình xuống, khẽ nói, hắn chính là người đã giành được hạng nhất trong cuộc tỷ võ ở hạ giới Diệp Quân. Cô gái thanh tú kinh ngạc, hắn chính là Diệp Quân kia đấy à? Người đã giết được một con rồng của tộc Chân Long sao? Mạc Nhã gật đầu, vẻ mặt hơi nghiêm trọng. Cô gái thanh tú khẽ nói, nghe nói hắn không những giết được một con rồng của tộc Chân Long, mà còn giết cả tuyệt thế thiên tài của nhà họ An An Mục. Nhưng sao hắn lại nghèo đến thế? Mạc Nhã khẽ cười nói, vì hắn đã từ chối lời mời của Thư viện Quan Huyên ở Trung Thổ Thần Châu. Cô gái thanh tú lắc đầu, làm việc không lý trí. Mạc Nhã cười nói, ta lại thấy hắn rất có khí phách, có cá tính. Cô gái thanh tú trầm giọng nói, theo muội được biết, sau khi hắn tới Trung Thổ Thần Châu, đã đến gia tộc họ Lý, tộc Thần Qua, và cả thần tộc, nhưng cuối cùng đều bị từ chối. Tuy hắn đã gia nhập vào đạo môn, nhưng tình hình bây giờ của đạo môn. Nói rồi, cô ta lắc nhẹ đầu. Ai cũng rõ tình hình của đạo môn. Là một thế lực đã sắp diệt môn rồi. Mạc Nhã mỉm cười, ta lại thấy đạo môn rất quyết đoán. Đạo hòa thượng tiền bối đang cược, một ván cược tất tay, nếu cược thắng thì nói không chừng đạo môn sẽ có ngày quật khởi. Nếu không thắng được, dù sao bọn họ cũng đã thảm đến vậy rồi. Có thảm hơn nữa cũng có sao đâu. Cô gái thanh tú nhẹ giọng nói cũng đúng. Lúc này Mạc Nhã bỗng nói, hắn đến trọng lực thời không cấp 14 rồi. Cấp 14. Sắc mặt hai cô gái đều trở nên nghiêm trọng hẳn. Phải biết rằng, dù có là vài cường giả cảnh giới diệt không cũng không dám bước vào trọng lực thời không cấp 14. Mà Diệp Quân này chỉ mới đến cảnh giới ngự không. Điều này đi trái lẽ trời. Trong phòng trọng lực thời không cấp 14, Diệp Quân không ngừng ngự kiếm. Giống với trước đây, ban đầu rất khó nhọc, nhưng chỉ là lúc mới đầu thôi, chẳng mấy chốc sau hắn đã bắt đầu dần dần thích ứng được thời không trong đó rồi. Thời gian này, hắn không chỉ đơn thuần ngự kiếm và thích ứng thời không thôi đâu. Hắn còn đang nghiên cứu về thời không nữa đấy. Hắn phát hiện, thời không này có quy luật, chỉ cần làm quen được với quy luật này,
thì chỉ cần bỏ ra một nửa công sức sẽ nhận lại được gấp đôi thành quả. Giống như bơi lội vậy, nếu người bơi thuận theo dòng nước chảy thì đương nhiên sẽ bơi rất nhanh, nhưng nếu người bơi ngược dòng, chắc chắn sẽ khó hơn gấp mấy lần. Thế nên, hắn vừa tu luyện vừa không ngừng tìm hiểu kết cấu của thời không. Lần này, tốc độ của hắn rất nhanh, chưa tròn một ngày đã hoàn toàn thích ứng được với trọng lực thời không cấp 14 rồi. Nhưng để hấp thụ hết linh khí trong phòng trọng lực thời không cấp 14, hắn đã phải mất hết 2 ngày. Chẳng bao lâu sau, hắn đi thẳng đến phòng trọng lực thời không cấp 16. Vì trọng lực thời không ở phòng cấp 15 quá yếu, không thách thức được hắn, thế nên hắn đến thẳng phòng trọng lực thời không cấp 16. Vừa vào phòng cấp 16, hắn lại cảm nhận được một luồng trọng lực thời không khủng bố. Diệp Quân hít sâu vào một hơi rồi mới bắt đầu xuất kiếm. Vù! Một tia kiếm mang lóe sáng. Mà nơi kiếm đi qua, không gian xuất hiện một vài vết rạn nhỏ. Trong đại điện Tiên Bảo Các, Mạc Nhã nhìn người đàn ông trung niên, im lặng không lên tiếng. Người đàn ông trung niên này chính là tộc trưởng tộc Chân Long Ngao Thiên. Ngao Thiên đến tìm Mạc Nhã là vì ông ta không thể đợi được nữa rồi. Vốn tưởng Diệp Quân tu luyện vài ngày là sẽ rời khỏi Tiên Bảo Các, thế mà tên này lại ở trong đây sắp 10 ngày trời rồi. Ông ta không muốn đợi nữa. Nhưng trực tiếp xông vào Tiên Bảo Các giết người thì ông ta không dám. Tộc Chân Long có năng lực san bằng nơi này trong nháy mắt, nhưng bọn họ vẫn không dám ra tay. Thế nên lần này ông ta đến đây là để thương lượng. Ngao Thiên khẽ cười, mà quản sự, theo ta biết thì chắc là bây giờ Diệp Quân kia đang ở trong Tiên Bảo Các, đúng vậy không? Mạc Nhã gật nhẹ đầu, đúng. Ngao Thiên nhìn Mạc Nhã, không biết Mạc quản sự có bằng lòng giao hắn cho bọn ta không? Mạc Nhã lập tức lắc đầu, Ngao Thiên tộc trưởng, chuyện này không hợp với quy tắc của Tiên Bảo Các ta. Ngao Thiên cũng không tức giận, ông ta xòe tay ra, một chiếc nhẫn không gian chậm rãi bay tới trước mặt Mạc Nhã, trong đó có những 30 vạn kim tinh. Ngao Thiên cười khẽ, ta cũng không dám làm khó Mạc quản sự, ta nghe nói khu vực tu luyện ở đây cứ cách một khoảng thời gian đều sẽ tiến hành bảo trì. Nếu bây giờ bảo trì thì Diệp Quân kia chắc chắn sẽ rời khỏi Tiên Bảo Các. Chỉ cần hắn rời khỏi Tiên Bảo Các, mọi chuyện còn lại đều là chuyện của tộc Chân Long ta. Mong Mạc quản sự tạo điều kiện cho. Mạc Nhã nhìn chiếc nhẫn không gian trước mặt, im lặng. Đương nhiên Mạc Nhã biết đối phương khách sáo thế này là vì có Tiên Bảo Các chống lưng cho cô ta. Tất nhiên cô ta cũng có thể từ chối. Nhưng điều này chắc chắn sẽ đắc tội với tộc Chân Long. Tộc Chân Long không dám chống đối với Tiên Bảo Các. Không đồng nghĩa với việc họ không dám chống đối với Mạc Nhã cô ta. Nếu tộc Chân Long chịu chi, việc cách chức quản sự Tiên Bảo Các của cô ta là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà một khi không có thân phận này, tộc Chân Long muốn chèn ép cô ta thế nào mà chẳng được. Cô ta không đắc tội nổi. Nghĩ vậy, Mạc Nhã mỉm cười, Ngao Thiên tộc trưởng khách sáo quá. Nói rồi cô ta nhận chiếc nhẫn không gian kia. Thấy thế, Ngao Thiên cười nói, đa tạ. Mạc Nhã trầm giọng nói, Ngao Thiên tộc trưởng, không được ra tay trong Tiên Bảo Các, nếu không sẽ phá hoại quy tắc, thế thì sẽ lớn chuyện đấy. Ngao Thiên gật đầu, ta hiểu. Nói rồi ông ta quay người rời đi. Mạc Nhã thầm thở dài rồi quay người đi vào khu vực thí luyện. Lúc này Diệp Quân vẫn đang tu luyện. Sau lưng Mạc Nhã, cô gái thanh tú kia nói, muội vào trong bảo hắn ra nhé. Mạc Nhã bình thản nói, đợi chút đi. Cô gái thanh tú không hiểu, Mạc Nhã tỷ. Mạc Nhã lắc đầu, chúng ta và hắn không thù không hận, đừng làm mọi chuyện quá đỗi tuyệt tình. Cô gái thanh tú khẽ gật đầu, sau đó lui sang một bên. Khoảng 2 canh giờ sau, trong phòng trọng lực thời không cấp 16, Diệp Quân bỗng nằm xuống đất, trên mặt ngập tràn nụ cười. Mà cách hắn không xa phía trước, thời không ở đó bị nứt ra. Phá không? Lần này... Hắn không chỉ hoàn toàn thích ứng được với trọng lực thời không cấp 16 mà còn đột phá cảnh giới rồi. Cảnh giới phá không? Đúng là một bất ngờ lớn. Ngoài ra, thực lực của hắn đã tăng lên ít nhất 5 lần so với trước khi bước vào đây. Trên mặt đất, Diệp Quân yên lặng nằm đó, hắn vô cùng tận hưởng cảm giác khi chiến đấu đến sức cùng lực kiệt này. Một chữ thôi, đã. Diệp Quân xòe tay, kiếm hành đạo xuất hiện trong tay hắn. Nhìn kiếm hành đạo trong tay, Diệp Quân khẽ nói, tháp ra,
ta có thể sửa lại chiêu thức nhất kiếm định sinh tử của tỷ tỷ váy trắng không? Sau một hồi im lặng, Tiểu Tháp hỏi, sao phải sửa? Diệp Quân trầm mặc một lát rồi đáp, tỷ tỷ váy trắng là đại kiếm tiên, tỷ ấy có khí phách và thực lực để một nhát kiếm định sự sống cái chết của người khác. Nhưng ta là người mới, chưa có sự trải đời, chưa trải qua thăng trầm tháng năm, lại chưa từng vô địch, thế nên dù thế nào ta cũng không thể làm được như tỷ ấy. Vì thế, dù cố học thì cũng chỉ học được cái vỏ ngoài, không học được thần thái trong đó. Tiểu Tháp thoáng im lặng, sau đó nói, người muốn sửa thế nào? Diệp Quân suy nghĩ rồi trả lời, ta chưa có thực lực và khí thế của kẻ vô địch, nhưng ta có quyết tâm vô địch, thế nên ta muốn sửa võ kỹ này thành nhất kiếm quyết sinh tử, không xuất kiếm thì thôi, nhưng một khi đã xuất kiếm, ta không chết thì ngươi chết. Ôi thần linh ơi! Lúc này Tiểu Tháp cũng hơi sững sờ. Nhất kiếm quyết sinh tử. Mẹ kiếp! Võ kỹ này đã từng có người sáng tạo ra rồi. Lịch sử lặp lại sao? Diệp Quân hỏi, Tháp gia, ngươi thấy thế nào? Sau một hồi im lặng, Tiểu Tháp nói, ngươi cứ tự xem rồi làm. Diệp Quân gật nhẹ đầu, được. Nói rồi hắn nhìn kiếm hành đạo trong tay, hắn cảm thấy không cần thiết phải đi trên con đường kiếm đạo giống hệt người khác. Kiếm đạo của người khác rất mạnh, nhưng có thể không hợp với mình. Đi trên con đường kiếm đạo mình muốn, đi trên con đường kiếm đạo phù hợp với mình mới là điều quan trọng nhất. Đương nhiên có thể tham khảo kiếm đạo của người khác. Mà sau khi hắn thay đổi suy nghĩ, hắn phát hiện mình thi triển nhất kiếm định sinh tử đã có điều khác biệt. Không theo đuổi vô địch nữa, chỉ theo đuổi những gì mình có thể làm được. Khi đánh nhau với người khác, khí thế và tâm thức rất quan trọng. Không xuất kiếm thì thôi, một khi đã xuất kiếm, nếu ta không giết được ngươi thì là ngươi giết được ta. Chỉ đơn giản vậy đấy. Thuấn sát nhất kiếm là trong tối. Nhất kiếm quyết sinh tử là ngoài sáng. Bây giờ hắn đã nắm giữ hai môn võ kỹ. Đối với hắn, chừng này đã rất đủ rồi. Kiếm kỹ quan trọng ở tinh thông, không nhất thiết phải có nhiều. Một hồi lâu sau, Diệp Quân lại lần nữa hấp thu hết sạch linh khí trong phòng, sau đó bước ra ngoài. Lần này ra ngoài, hắn gặp Mạc Nhã. Diệp Quân sửng sốt, cô nương có việc gì sao? Mạc Nhã nhìn chằm chằm Diệp Quân, tộc trưởng tộc Chân Long Ngao Thiên dẫn theo toàn bộ cường giả của tộc Chân Long đang đợi ngươi bên ngoài. Vẻ mặt Diệp Quân bỗng nặng nề hẳn xuống. Mạc Nhã nhìn hắn, khẽ nói, Diệp công tử, thành thật xin lỗi, tộc Chân Long tạo áp lực với ta không thể nào để ngươi tiếp tục ở lại trong Tiên Bảo Các được, mong ngươi thông cảm. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu. Nói rồi hắn đi ra ngoài. Lúc này, Mạc Nhã bỗng lên tiếng, đợi đã. Diệp Quân quay người nhìn Mạc Nhã, Mạc Nhã lắc đầu, cường giả toàn tộc Chân Long đang ở bên ngoài, người cứ thế này đi ra ngoài sẽ chỉ có con đường chết. Nói rồi, cô ta xòe tay ra, một quyển trục màu đen chậm chậm bay tới trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân không hiểu, đây là gì? Mạc Nhã nhìn Diệp Quân, sổ dịch chuyển ngẫu nhiên. Có thể dịch chuyển ngươi đến một vị trí ngẫu nhiên trong phạm vi vài chục vạn dặm, nó có thể cho ngươi một cơ hội chạy trốn. Diệp Quân do dự một lát rồi nói, Mạc Nhã cô nương, cô thế này. Mạc Nhã cười nói, ta không làm được đến mức không sợ cường quyền, không thể giúp ngươi nhiều hơn, nó là thứ duy nhất ta có thể giúp được ngươi rồi. Diệp Quân khẽ hành lễ, ơn nghĩa này, nếu Diệp Quân ta được sống, mai này sẽ báo đáp. Nói rồi hắn nhận quyển sổ. Đang chuẩn bị rời đi. Lúc này Mạc Nhã lại đưa cho hắn một chiếc nhẫn không gian. Diệp Quân khó hiểu. Mạc Nhã nhìn hắn, quên rồi à. Nếu ngươi vượt ải thành công sẽ có phần thưởng, đây là phần thưởng của ngươi. 30 vạn kim tinh. Diệp Quân lắc đầu, cái này cho cô nương. Mạc Nhã lại không nhận, nhét luôn chiếc nhẫn vào tay hắn. Diệp Quân do dự một lát rồi nhận nhẫn không gian, hắn khẽ hành lễ cáo từ. Nói rồi hắn quay người rời đi. Sau khi Diệp Quân rời đi, cô gái thanh tú sau lưng Mạc Nhã khẽ nói, Mạc Nhã tỷ, đó là 30 vạn kim tinh đấy, sao tỷ không nhận? Mạc Nhã nhẹ giọng đáp, nhiều lúc, ơn nghĩa quan trọng hơn tiền tài rất nhiều. Ơn nghĩa? Cô ta tặng sổ dịch chuyển ngẫu nhiên cho Diệp Quân không phải vì 30 vạn kim tinh kia đâu. Cô ta là vì muốn Diệp Quân nợ mình. Người ở tầng lớp thấp muốn thay đổi số mệnh. Ngoài cố gắng ra thì còn cần phải có cơ hội. Cơ hội chia thành hai loại, một loại là số hên,
cơ hội tự tìm đến mình, loại thứ hai là tự mình tạo ra cơ hội. Nếu hôm nay Diệp Quân không chết, ngày sau quật khởi thì 30 vạn kim tinh nhỏ nhoi này không thể nào sánh được với ơn nghĩa hôm nay đâu. Mạc Nhã cô ta không có bối cảnh, không có ô dù, thế nên cô ta chỉ có thể tự tạo cơ hội cho mình thôi. Nếu thành công, sau này cô ta sẽ có thêm một mối quan hệ. Nếu thất bại, cô ta cũng không mất gì. Diệp Quân vừa bước ra khỏi Tiên Bảo Các, hàng trăm luồng khí tức đáng sợ lập tức khóa lấy hắn. Diệp Quân không hề do dự, khỏi động sổ dịch chuyển ngẫu nhiên kia ngay tức thì. Thời không méo mó, Diệp Quân lập tức biến mất khỏi chỗ vừa đứng. Hỗn xược! Ở phía chân trời, một tiếng giống giận dữ bỗng vang lên. Tiếp theo đó, một bàn tay khổng lồ chợt bóp nát không gian chỗ Diệp Quân vừa đứng. Mà lúc này, Diệp Quân đã biến mất không thấy đâu. Lúc này, Ngạo Thiên xuất hiện, sắc mặt ông ta vô cùng khó coi, ông ta quay đầu nhìn bốn hướng, gằn giọng, sổ dịch chuyển ngẫu nhiên. Chia ra đuổi theo. Lời vừa dứt, ông ta lắc mình, biến mất khỏi chỗ. Xung quanh, đám cường giả tộc chân long kia cũng đồng loạt chạy về bốn hướng. Cuộc truy sát bắt đầu. Tại một ngọn núi lớn nào đó, Diệp Quân chạy thục mạng suốt cả dọc đường, hắn không ngự kiếm phi hành, bây giờ mà ngự kiếm thì chẳng khác gì một cái bia sống. Trong dãy núi bao la, Diệp Quân chạy như điên, sắc mặt nghiêm trọng, tháp ra, vừa nãy có bao nhiêu luồng khí tức. Tiểu tháp đáp, hơn trăm. Hơn trăm. Diệp Quân hơi híp mắt, mẹ kiếp, tộc chân long điên rồi sao? Vừa đến đã chơi tất tay vậy. Tiểu tháp hỏi, người muốn về đạo môn sao? Diệp Quân lắc đầu, không được, bây giờ về đó thì sẽ liên lụy sư phụ và sư tỷ. Tiểu tháp buột miệng nói, gọi người tới không? Nói xong nó bỗng im lặng. Không đúng. Chiêu này không đúng. Bây giờ không phải trước đây nữa rồi. Diệp Quân nhíu mày, gọi người. Gọi ai? Tiểu tháp nói, ý ta là nếu ngươi không gọi sư phụ ngươi giúp đỡ thì ngươi định làm thế nào? Diệp Quân không nói gì, tăng tốc. Tiểu tháp hơi ngờ vực. Lúc này, giọng nói bí ẩn kia bỗng lên tiếng, ngươi thấy hắn sẽ làm thế nào? Tiểu tháp trầm giọng nói, dùng chiêu trước đây, gọi người tới. Giọng nói bí ẩn, chiêu đó lỗi thời rồi. Tiểu tháp nói, thế đợi xem đi. Trong dãy núi, Diệp Quân chạy thục mạng, tốc độ của hắn vốn đã nhanh không gì sánh kịp rồi, chớp mắt đã chạy đến hàng trăm dặm. Nhưng phương hướng của hắn lại là Tiên Bảo Các. Hắn lại vòng về rồi. Trong Tiên Bảo Các, lúc Mạc Nhã nhìn thấy Diệp Quân, cô ta ngây cả người ra. Diệp Quân nói thẳng, Mạc Nhã cô nương, cho ta mượn trận pháp dịch chuyển của Tiên Bảo Các dùng nhé. Mạc Nhã nhìn Diệp Quân, người muốn dịch chuyển đi đâu? Diệp Quân cúi người nói nhỏ một câu vào tai Mạc Nhã. Đồng tử Mạc Nhã co rút lại, ngươi. Diệp Quân nhìn Mạc Nhã, nhanh. Sau một hồi im lặng, Mạc Nhã nói, theo ta. Nói rồi, cô ta dẫn Diệp Quân đến trước một trận pháp dịch chuyển, cô ta chỉ vào đó, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quân gật đầu, hắn bước luôn vào trận pháp dịch chuyển, sau đó ôm quyền chào Mạc Nhã, Mạc cô nương, đa tạ. Dứt lời, trận pháp khởi động, hắn biến mất. Mạc Nhã đứng đó khẽ nói, điên rồi. Diệp Quân đến nơi nào? Chân long giới. Toàn tộc chân long đang truy sát hắn, thế mà hắn lại không những không chạy, lại còn muốn tới chân long giới. Điên hết nói nổi. Chân long giới. Lúc Diệp Quân tới chân long giới, cả chân long giới chỉ còn hơn 100 con chân long. Khả năng sinh sản của long tộc cực kỳ kém, thời kỳ hoàng kim cũng chỉ có hơn 300 con chân long mà thôi. Mà bây giờ, cả tộc chân long chỉ có hơn 200 con thôi. Để giết Diệp Quân, bọn họ đã phái đi hơn trăm con chân long, hơn nữa đều là chân long trưởng thành. Đương nhiên, Diệp Quân không quan trọng đến vậy đâu. Bọn họ làm rình rang như vậy không chỉ để đối phó với mình Diệp Quân hắn, mà còn để đối phó với đạo hòa thượng nữa. Giết Diệp Quân, diệt đạo môn, đây mới chính là mục đích thật sự của bọn họ. Còn về nhà họ Diệp, một khi Diệp Quân chết đi, muốn bóp chết một nhà họ Diệp. Có gì khó khăn đâu chứ. Sau khi Diệp Quân tới chân long giới, hắn không hề đi một cách quang minh chính đại mà lặng lẽ đột nhập vào chân long giới, lúc này, kiếm hành đạo đã xuất hiện trong tay hắn.
nhờ có tháp gia che giấu khí tức nên Diệp Quân dễ dàng đột nhập vào trong chân long giới. Tộc chân long không hề xây dựng thành trì, chỉ có núi cao trùng điệp, còn bọn họ thì sinh sống ở trong những ngọn núi cao đó. Diệp Quân nhìn quanh bốn phía, sau đó lẻn vào ngọn núi cao nhất. Trong tháp, tiểu tháp trầm giọng nói, thằng nhóc này. Gan to bằng trời. Giọng nói bí ẩn cười nói, đúng là không ngờ, hắn lại hành động ngược thói đời. Giỏi, ha ha. Tiểu tháp nói, chúng ta xem hắn hành động thế nào. Rất nhanh, Diệp Quân đã đến đỉnh núi cao nhất, hắn nhìn thấy một hang động khổng lồ. Hang rồng. Diệp Quân lẻn vào trong, chẳng mấy chốc hắn đã tới nơi sâu nhất. Lúc hắn vào đến nơi, đôi đồng tử của hắn bỗng co rút lại, cách hắn không xa có đến hơn 60 quả trứng rồng. Trứng rồng. Diệp Quân hơi nheo mắt, hắn nhìn quanh bốn phía, thấy xung quanh không có chút khí thức nào, hắn phất tay phải, thu hết tất cả trứng rồng vào. Ngay lúc này, một tiếng rồng ngâm bỗng vang từ ngoài hang vào. Đồng tử Diệp Quân co rút, hắn biết mình bị phát hiện rồi. Hắn không che giấu khí tức nữa. Mắt Diệp Quân lóe lên tia tàn khốc, chân phải dậm mạnh xuống đất, ngự kiếm xông thẳng lên trời. Ầm. Hang động bị đâm nứt ra, Diệp Quân xông ra ngoài. Lúc này, một con chân long đang xông về phía hắn, sức mạnh khủng khiếp khiến thời không vỡ nát. Nhìn thấy con chân long kia bổ về phía mình, tay phải Diệp Quân nắm chặt kiếm hành đạo, hắn chợt biến mất. Vù. Một đạo kiếm quang xé rách không gian phóng tới. Thuấn sát nhất kiếm. Phụt. Đầu con chân long kia bị đạo kiếm quang này chém đứt, kiếm quang đánh thẳng một mạch, rạch đôi cơ thể to lớn của con chân long. Lúc này Diệp Quân đã xuất hiện sau lưng con chân long. Hắn xòe tay, kiếm hành đạo đã bay về trong tay hắn. Nhìn con chân long rơi xuống sau lưng mình, rồi lại nhìn kiếm hành đạo trong tay, Diệp Quân hưng phấn nói, tháp ra, thanh kiếm này mạnh quá. Nếu chỉ dựa vào sức một mình hắn thì sẽ không thể nào dễ dàng đánh vỡ phòng ngự của con chân long này được. Nhưng trước mặt kiếm hành đạo, con chân long kia thật sự chỉ yếu ớt như một tờ giấy. Đúng lúc này, lại một con chân long nữa phóng tới, sau lưng nó còn có mười mấy con chân long nữa. Thấy cảnh này, mắt Diệp Quân ánh lên sự hung tàn, hắn bỗng hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất tại chỗ. Nhất kiếm quyết sinh tử. Bù. Kiếm quang lóe sáng. Đầu một con chân long phía xa lập tức bị kiếm quang chặt đứt, một giây sau, Diệp Quân đã xông về phía đám chân long còn lại. Hắn không hề trốn chạy. Vì hắn tin thực lực và tốc độ của mình. Sau khi chém chết một con chân long bằng một nhát kiếm xong, hắn đã xuất hiện trước mặt một con chân long khác. Lúc này, kiếm hành đạo bỗng bay về tay hắn, hắn nắm kiếm mạnh mẽ chém tới trước. Một đạo kiếm quang mạnh mẽ như thác. Phụt, nhát này vừa chém xuống, đầu con chân long trước mặt hắn đứt lìa ngay tức thì, máu tươi phun ra ảo ạt. Mà lúc này, Diệp Quân đã biến mất, cách đó mười mấy trượng, lại một đạo kiếm quang lóe sáng. Rất nhanh, phía chân trời xuất hiện một cảnh tượng vô cùng ghê rợn, tiếng rồng kêu gào thảm thiết vang lên không ngớt, từng con chân long không ngừng từ trên trời rơi xuống cùng với máu tươi. Tàn sát. Đây chính là một trận tàn sát. Lớp phòng ngự mà đám chân long kia lấy làm tự hào lại không thể chịu nổi một đòn khi đối mặt với tốc độ và kiếm hành đạo của Diệp Quân. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì các cường giả chân chính của tộc chân long đều đã ra ngoài cả rồi. Rất nhanh, Diệp Quân đã chém chết hơn 30 con chân long, đám chân long còn lại cuối cùng cũng thấy sợ hãi rồi. Bọn chúng không bất chấp tất cả để lao lên nữa, chúng quay đầu tháo chạy. Diệp Quân rất bình tĩnh. Hắn không đuổi theo mà thu hết số thi thể chân long kia vào, sau đó quay người ngự kiếm mất hút ở phía chân trời. Đám chân long còn lại ở đó chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Sâu thẳm trong một ngọn núi lớn nào đó, Ngao Thiên bỗng dừng lại, thời không trước mặt ông ta khẽ chấn động, một lát sau, ông ta trợn tròn hai mắt, giống giận, Diệp Quân. Lời vừa dứt, một luồng uy lực chân long khủng bố cuốn lấy cả một góc trời. Thời không ở đó dậy lên những làn sóng lớn, khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Tất cả đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Về tộc, Ngao Thiên bỗng quay người hóa thành một đạo kim quang, biến mất phía cuối chân trời. Khi đám Ngao Thiên trở về đến chân long giới, tất cả chân long bỗng đồng thanh gào lên. Phẫn nộ. Cả tộc chân long chìm trong phẫn nộ.
Hơn 30 con chân long của tộc chân long đã bị Diệp Quân giết, không chỉ vậy, Diệp Quân còn trộm đi tất cả trứng rồng của tộc chân long. Không đúng, là cướp đi. Nhục nhã. Vô cùng nhục nhã. Hai mắt Ngao Thiên đỏ ngầu, sát ý tỏa ra quanh thân như kết thành thực thể. Lần này, tộc chân long không những tổn thất nghiêm trọng, mà còn mất sạch mặt mũi. Tất cả chân long phẫn nộ như sắp tẩu hỏa nhập ma. Ngao Thiên vô tình nói, điều tra tung tích của kẻ này, nhờ tiên bảo các cha giúp. Ta đích thân đi. Nói rồi, ông ta quay người biến mất tại chỗ. Vẻ mặt đám chân long còn lại hung tợn, đồng loạt giống lên giận dữ. Rất nhanh, những chuyện Diệp Quân làm ở tộc chân long đã truyền khắp Trung Thổ Thần Châu. Chẳng mấy chốc, ở Trung Thổ Thần Châu, cái tên Diệp Quân, người người đều biết, nhà nhà đều hay. Tàn sát tộc chân long. Mà Diệp Quân mới chỉ ở cảnh giới phá không? Nhiều người tỏ ra khó tin. Tộc chân long dễ giết đến vậy sao? Không phải là tạp chủng do lai giống đấy chứ? Thư viện Quan Huyên. Trong một khoảng sân nào đó, một ông lão tóc bạc phơ nằm trên ghế, một cuốn sách cổ đang treo lơ lửng trước mặt ông ta. Người này chính là viện trưởng Thư viện Quan Huyên Lục Triều Văn. Cũng chính là một trong 12 nhân vật đỉnh cao của Trung Thổ Thần Châu. Lúc này, một ông lão áo đen bỗng xuất hiện bên cạnh Lục Triều Văn, ông ta khẽ nói một câu. Lục Triều Văn đặt quyển sách cổ xuống, sau một thoáng im lặng, ông ta khẽ hỏi, chỉ mới cảnh giới phá không sao? Ông lão áo đen gật đầu, đúng vậy. Lục Triều Văn lại hỏi, có ai giúp đỡ không? Ví dụ như Đạo Hòa Thượng chẳng hạn. Ông lão áo đen lắc đầu. Lục Triều Văn suy tư một hồi rất lâu. Sau đó nhẹ giọng nói, thư viện Quan Huyên của ta đã tổn thất mất một nhân tài rồi. Ông lão áo đen không dám nói gì. Lục Triều Văn chậm rãi khép mắt lại, hôm đó viên cổ gặp người này ở hạ giới mà lại không lôi kéo. Ông lão áo đen vội nói, chắc là ông ấy lo ngại tộc chân long. Ngu xuẩn! Mặt Lục Triều Văn vô cảm nói, thiên tài cỡ này, giết hai con rồng thì đã làm sao? Ông lão áo đen do dự một lát rồi nói, còn có người nhà họ An nữa. Nhà họ An. Sau một hồi im lặng, Lục Triều Văn khẽ gật đầu rồi thở dài, không nói thêm gì nữa. Nếu đã gây thù chuốc oán với nhà họ An, vậy thì không thể nhận thiên tài này được. Ông ta vốn định đích thân đi lôi kéo Diệp Quân, nhưng nghĩ đến nhà họ An, ông ta chỉ đành buông xuôi. Vì một thiên tài mà đắc tội với nhà họ An, thật sự không phải là hành động lý trí. Lại càng không đáng, mình không thể vì một kiếm tu có chút thiên phú mà tự đánh vỡ bát cơm được. Làm được đến chức viện trưởng thư viện Quan Huyên không phải dễ dàng gì đâu. Tộc thần qua. Sau khi tộc trưởng tộc thần qua biết được tin Diệp Quân tàn sát ở chân long giới, sắc mặt ông ta trở nên vô cùng khó coi. Thật to gan. Ly Vân lập tức triệu tập tất cả cường giả của tộc thần qua. Ông ta cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến nỗi sẽ liên lụy đến tương lai của tộc thần qua. Trong điện, sau khi mọi người nghe tin này xong cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Một kẻ cảnh giới phá không lẻn vào chân long giới, tàn sát mấy chục con chân long, đúng là khó tin. Ly Vân nhìn mọi người, sau đó trầm giọng nói, trước đây tộc chúng ta đã từ chối kẻ này, đồng thời còn bắt tay với tộc chân long vây giết hắn. Chắc chắn hắn sẽ ghim trong lòng. Nếu như có ngày quật khởi thì tất sẽ tới báo thù tộc thần qua ta. Mọi người im lặng, vẻ mặt nặng nề. Lúc này, đại trưởng lão tộc thần qua Ly Khô bỗng lên tiếng, ta thấy, chúng ta và hắn chưa đến mức thù không đội trời chung. Kẻ này yêu nghiệt thế này, e rằng sau lưng có nhân vật lớn, tiếp tục đối đầu với hắn là chuyện rất không sáng suốt. Ta kiến nghị từ bây giờ khoanh tay đứng nhìn, nếu hắn không chết mà có thể tiếp tục trưởng thành thì tộc chúng ta sẽ tỏ ý làm hòa. Hóa giải ân oán đã qua. Nghe vậy, một số người lục tục gật đầu, tỏ ý tán thành. Mà Ly Vân lại lắc đầu, nếu chúng ta khoanh tay đứng nhìn, tộc chân long sẽ nghĩ thế nào? Các vị đừng quên, bây giờ chúng ta đã thiết lập quan hệ đồng minh với tộc chân long. Hơn nữa, nếu kẻ này là một kẻ có thù tất báo, mai này quật khởi rồi quay về tính thù cũ, đến lúc đó tộc thần qua của chúng ta phải làm thế nào? Mọi người đều hơi cau mày. Trong mắt ngập tràn lo lắng. Ly Vân tiếp tục nói, kiến nghị của ta là lập tức thành lập đội ngũ cường giả, phối hợp tộc chân long truy giết hắn. Đại trưởng lão do dự một lát rồi nói, hay là hỏi ý của tiên tổ trước.
Tiên tổ hiểu nhiều biết rộng, có thể sẽ biết được kiếm tu thần bí sau lưng Diệp Quân. Tiên tổ, đương nhiên chính là tộc trưởng tuyệt đỉnh nhất của tộc thần qua Ly Qua. Năm xưa chính là nhờ sự thông minh tuyệt đỉnh của Ly Qua, lựa chọn cùng hội cùng thuyền với kiếm chủ nhân gian mà tộc thần qua mới hoàn toàn quật khởi như bây giờ. Công lao của ai đối với gia tộc lớn nhất thì người đó sẽ đứng đầu trong gia phả. Bây giờ trong gia phả, Ly Qua đứng đầu. Nghe đại trưởng lão nói vậy, Ly Vân khẽ lắc đầu, chút chuyện nhỏ này đâu cần phải làm phiền tiên tổ. Hơn nữa, người sau lưng hắn cùng lắm chỉ là một đại kiếm tiên mà thôi, không cần đến tiên tổ, tộc thần qua chúng ta cũng có thể tiêu diệt được. Nghe vậy, đại trưởng lão chỉ hơi do dự, sau đó không nói thêm gì nữa. Thế là chẳng bao lâu sau, tộc thần qua cũng phái đội ngũ cường giả của mình đi truy tìm tung tích của Diệp Quân. Trong gia tộc họ Lý, sau khi tộc trưởng Lý Vân Canh biết được sự việc xảy ra ở chân long giới thì không nói gì, chỉ thở dài một hơi. Hơi đáng tiếc, đúng là đáng tiếc. Ngày trước Diệp Quân đã từng tới gia tộc họ Lý, nếu để Diệp Quân gia nhập vào gia tộc họ Lý. Nghĩ đến đây, ông ta lại lắc đầu. Tộc chân long thì còn đối phó được, nhưng quái vật lớn như nhà họ An thì nhà họ Lý không thể đắc tội được. Tuy thấy tiếc nuối, nhưng ông ta không hối hận. Vì Lý Bán Chi đã truyền tin về, nói có lẽ người mang thiên mệnh đời tiếp theo sẽ xuất hiện, nếu phát hiện ra người đó thì gia tộc họ Lý phải dốc toàn lực theo đuổi. Gia tộc họ Lý bây giờ đã đạt đến đỉnh cao, nếu muốn tiến thêm một bậc nữa thì chỉ có con đường theo đuổi người mang thiên mệnh đời tiếp theo thôi. Nếu có thể theo chân người mang thiên mệnh đời tiếp theo thì gia tộc họ Lý có cơ hội rất lớn để vào Tổng viện Thư viện Quan Huyên, trở thành gia tộc cao quý mới. Mà rõ ràng Diệp Quân này không phải là người mang thiên mệnh. Làm gì có người mang thiên mệnh nào thảm đến cỡ này cơ chứ? Đạo môn. Trong điện, lúc đạo hòa thượng biết được việc Diệp Quân làm ở chân long giới, ông ấy không thèm ăn cơm, cũng ngán uống rượu. Nam Lăng Nhất Nhất ngồi trước mặt đạo hòa thượng. Vẻ mặt toàn là lo âu, sư phụ, sư đệ sẽ không sao chứ. Đạo hòa thượng nhìn Nam Lăng Nhất Nhất, nó có xảy ra chuyện gì không thì ta không biết, nhưng sư phụ của con thì chắc chắn sắp xảy ra chuyện rồi đây. Nam Lăng Nhất Nhất bình tĩnh nói, sư phụ, con cảm thấy sư đệ không làm sai. Đạo hòa thượng nhìn Nam Lăng Nhất Nhất, cô ấy nghiêm túc nói, giết một con thì không lỗ, giết hai con được hời, không phải vậy sao? Đạo hòa thượng thở dài. Cười đắng. Giết nhiều chân long như vậy, chắc chắn tộc chân long sẽ không bỏ qua đâu. Đây là nợ máu đấy. Quan trọng nhất là, Diệp Quân còn trộm hết trứng rồng của người ta đi. Quá ác. Phải biết rằng khả năng sinh sản của tộc chân long vô cùng thấp, bây giờ hắn còn trộm hết trứng rồng của người ta đi. Đạo hòa thượng lại thở dài, sau đó đứng lên, nhà đầu, con xuống núi trốn đi. Nam Lăng Nhất Nhất chớp mắt, vâng. Nói rồi cô ấy quay người đi ngay. Không phải cô ấy bạc tình bạc nghĩa, mà cô ấy hiểu rằng mình không thể giúp được gì cho sư phụ khi đối mặt với tộc chân long. Ở lại đây chỉ càng làm gánh nặng cho sư phụ và sư đệ mà thôi. Không có thực lực, nên tránh đi thì hơn. Không thể làm gánh nặng cho đồng đội được. Trong điện, đạo hòa thượng quay người nhìn bàn thờ trước mặt, ở đó có treo một bức tranh bị rách, chỉ có nửa người dưới, không có nửa người trên. Mà tay phải của người trong bức tranh có cầm một cây bút. Nghe nói đó là tổ sư gia của đạo môn. Đạo hòa thượng trầm mặc một lúc rồi nói, tổ sư gia, mong người phù hộ cho đạo môn chúng ta. Đạo môn ta thật sự đã thảm lắm rồi. Người mà không phù hộ cho thì chúng ta thật sự sẽ bị diệt môn mất. Nói rồi ông ấy quay người rời đi. Nếu đã nhận Diệp Quân làm đệ tử thì ông ấy phải lo cho hắn tới cùng. Mẹ kiếp! Đúng như Diệp Quân nói, chưa cần biết đánh có lại hay không, phải đánh rồi mới biết được. Đánh là xong chuyện. Trong dãy núi mênh mộng, Diệp Quân ẩn nấp trong một rừng rậm, hắn ngồi xếp bằng trên đất, điên cuồng hấp thụ kim tinh. Bây giờ hắn có hơn 80 vạn kim tinh, rất là giàu. Ngoài ra, hắn còn có xác của gần 40 con chân long, nếu lấy đi bán thì sẽ phát tài đấy. Phải biết rằng nội đan của đám chân long này vẫn còn nằm trong xác của chúng. Hắn không lấy nội đan là vì để nguyên vậy bán được giá hơn. Một hồi lâu sau, Diệp Quân hít sâu một hơi, sau đó lấy ra một cái chảo sắt, bắt đầu hầm thịt rồng. Mấy ngày nay,
ngày nào hắn cũng ăn thịt rồng. Có thể bồi bổ thân thể. Mà thứ hắn uống, cũng là máu rồng. Máu rồng cũng có thể bồi bổ thân thể. Lúc này Tiểu Tháp bỗng nói, người định làm gì tiếp theo? Tiếp theo. Diệp Quân hơi híp mắt, nếu ta đoán không nhầm thì tộc Chân Long sẽ điên cuồng truy lùng ta. Tiểu Tháp nói, thực lực của ngươi bây giờ không đủ để chống chọi với bọn chúng. Diệp Quân khẽ gật đầu, đúng vậy. Thế nên ta sẽ không đối đầu trực diện với chúng. Ta muốn giở trò sau lưng. Tiểu Tháp hơi tò mò, giở trò thế nào? Diệp Quân bình tĩnh đáp, đánh úp, ám sát. Tiểu Tháp im lặng. Ánh mắt Diệp Quân lạnh như băng, một là có thể báo thù cho Tiểu Ca, hai là có thể nâng cao thực lực của ta. Chiến đấu mới là con đường nâng cao thực lực nhanh nhất. Tiểu Tháp nói, có kế hoạch gì không? Diệp Quân gật đầu, Tháp gia, người nói xem, tộc Chân Long có nghĩ ta sẽ trở lại không? Tiểu Tháp im lặng một lúc rồi tu luyện, ngươi là nhất. Diệp Quân đứng dậy, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở phía xa. Ngao Thiên đến Việt Thành là một trong 10 thành lớn của Trung Thổ Thần Châu, diện tích cực kỳ rộng lớn, nhân khẩu lên đến hàng trăm triệu, vô cùng phồn hoa. Ông ta tới thẳng Tiên Bảo Các, vì tình báo của Tiên Bảo Các có thể sánh ngang với Thư viện Quan Huyên. Trong Tiên Bảo Các, người tiếp đón Ngao Thiên là quản sự Tiên Bảo Các tại Việt Thành Trần Điều. Trần Điều khẽ cười, Ngao Thiên tộc trưởng đến đây có phải vì Diệp Quân kia không? Ngao Thiên gật đầu. Trần Điều lắc đầu, Ngao Thiên tộc trưởng, Tiên Bảo Các bọn ta không tham gia mấy chuyện thế tục này. Ngao Thiên nhìn chằm chằm Trần Điều, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho ông ta. Trần Điều nhìn sơ qua, trong nhẫn có 50 vạn kim tinh. Trần Điều cười nhẹ. Hỏi, Ngao Thiên tộc trưởng làm thế này là có ý gì? Ngao Thiên bình tĩnh đáp, chỉ là muốn kết bạn với Trần quản sự thôi. Trần Điều cười nói, lai lịch của vị Diệp công tử này không đơn giản. Ngao Thiên hơi nhíu mày, không đơn giản sao? Trần Điều gật đầu, trước đây Tiên Bảo Các ta có điều tra đại kiếm tiên sau lưng người này, nhưng không tra được gì. Người mà đến Tiên Bảo Các ta còn tra không ra thì đương nhiên rất không đơn giản rồi. Ngao Thiên cười phì, thế thì đã sao? Một đại kiếm tiên thôi mà, nếu kẻ đó dám xuất hiện, tộc Chân Long chắc chắn sẽ diệt trừ, chuyện trong tích tắc thôi mà. Đại kiếm tiên. Ngao Thiên không hề nói dối, tộc Chân Long không sợ một vị đại kiếm tiên. Đúng là đấu với một vị đại kiếm tiên khá căng, nhưng đại kiếm tiên không phải là vô địch, tộc Chân Long hoàn toàn có khả năng đối phó với một vị đại kiếm tiên. Phải biết rằng, tộc Chân Long là một phân nhánh của tộc Thiên Long viễn cổ trong Tổng viện Thư viện Quan Huyên, cũng xem như là có lai lịch lớn. Trần Điều ở đối diện Ngao Thiên im lặng, trong lòng đang cân đo đong đếm. Theo những gì Tiên Bảo Các điều tra được, người đứng sau Diệp Quân không chỉ đơn giản là một đại kiếm tiên. Vì hệ thống tình báo của Tiên Bảo Các có thể sánh ngang với Thư viện Quan Huyên, ngay đến Tiên Bảo Các cũng tra không ra, chuyện này không hề đơn giản chút nào. Ngao Thiên bỗng nói, Trần quản sự, nghe nói gần đây ông tu luyện gặp phải nút thắt, có lẽ vật này sẽ giúp được ông. Nói rồi, ông ta xòe tay ra, một viên nội đan màu vàng kim to bằng đầu ngón tay cái xuất hiện trước mặt Trần Điều. Nhìn thấy viên nội đan này, đôi đồng tử của Trần Điều chợt co rút lại. Long đan. Trần Điều im lặng một hồi rất lâu, sau đó nhận lấy viên nội đan kia, Ngao Thiên tộc trưởng, xin đợi một lát. Nói rồi ông ta quay người rời đi. Ngao Thiên chậm rãi khép mắt lại. Trong điện, Trần Điều tới một gian mật thất, ông ta lấy ra một quyển trục đáng sợ rồi viết tên Diệp Quân lên đó. Lúc này, một người mặc áo đen xuất hiện trước mặt Trần Điều. Trần Điều giao quyển trục cho người mặc áo đen đó. Người mặc áo đen hỏi, sao lại điều tra người này? Trần Điều bình thản trả lời, cơ mật. Sau một hồi im lặng, người mặc áo đen nói, xuất trình ấn quản sự của ngươi. Trần Điều nhíu mày, có cần phải vậy không? Người mặc áo đen không nói gì. Sau một hồi im lặng, Trần Điều lấy ấn quản sự đóng dấu lên quyển trục kia. Người mặc áo đen quay người rời đi. Trần Điều im lặng hồi lâu, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo cược một phen. Cược! Thật ra ông ta không muốn nhúng tay vào chuyện này. Dù sao Tiên Bảo Các đã có lệnh không được tham gia vào bất kỳ phân tranh thế tục nào. Nhưng lợi ích tộc Chân Long cho ông ta quá nhiều. Một viên long đan và mấy chục vạn kim tinh.
Ông ta không thể từ chối sự cám dỗ này được. Muốn có được giàu sang phú quý phải bỏ ra nhiều và chịu nhiều rủi ro hơn người khác. Kẻ nhát gan chết đói, kẻ bạo gan dễ thành công. Nhân quả từ một vị đại kiếm tiên, trần điều ông ta có thể chấp nhận được. Bên ngoài điện, Ngao Thiên đợi khoảng một khắc thì Trần Điều bỗng bước nhanh tới trước mặt ông ta, gấp gáp nói, Ngao Thiên tộc trưởng, mau về tộc. Ngao Thiên khẽ nhíu mày, có ý gì? Trần Điều nhìn chằm chằm Ngao Thiên, hắn lại tới chân long giới của ông rồi. Nghe vậy, đồng tử Ngao Thiên co rút lại. Cường giả tộc chân long đều đang ra ngoài tìm kiếm tung tích của Diệp Quân rồi, cũng có nghĩa là bây giờ chân long giới không còn một cường giả nào cả. Sắc mặt Ngao Thiên vô cùng khó coi, giận dữ nói, hắn đang coi thường tộc chân long ta sao? Vừa dứt lời, ông ta lập tức quay người rời đi. Trần Điều vội nói, đi bằng trận pháp dịch chuyển đi. Nghe vậy, Ngao Thiên vội vã bay vào trận pháp dịch chuyển. Sau khi Ngao Thiên rời đi, Trần Điều nhìn chân trời phía xa, ánh mắt lo lắng. Chân long giới. Lúc Diệp Quân đến lại chân long giới, cũng giống như lần trước. Chân long giới hoàn toàn không có bất kỳ cường giả đỉnh cấp nào. Tiểu tháp bỗng nói, đi sang phải. Diệp Quân ngẩn người, sau đó lao về hướng bên phải. Chẳng mấy chốc, hắn xuyên ra sau một ngọn núi cao, tới một cánh đồng hoang, nhìn ra thấy hoang địa rộng vô bờ bến. Trên hoang địa này, hắn thấy một vài chân long có cơ thể vô cùng to lớn. Nhưng đám chân long này không có chút khí tức nào cả. Diệp Quân nhíu mày. Lẽ nào nơi này là phần mộ của tộc chân long? Tiểu tháp nói, chạy tới phía trước ngàn trượng, nhanh lên. Nghe vậy, Diệp Quân lắc người, biến mất tại chỗ. Diệp Quân dừng lại cách chỗ vừa nãy ngàn trượng, trước mặt hắn là một con chân long, con này có thể hình to lớn vô cùng, dài gần vạn trượng, hơn nữa nó còn có hai cái đầu. Diệp Quân đứng trước con chân long này nhỏ bé như con kiến dưới chân con người vậy. Diệp Quân tán thưởng, tháp gia, con rồng này lớn quá. Lại có hai đầu nữa chứ. Tiểu tháp nói, con này có lẽ là một vị tiên tổ của tộc chân long, đạt đến cấp đế đỉnh cao rồi, có điều là nó đã chết. Nhưng đối với người bây giờ, toàn thân nó đều là bảo vật đấy. Diệp Quân trầm giọng nói, tháp gia, nhẫn không gian của ta không chứa nổi con này. Tiểu tháp nói, ta chứa được. Diệp Quân thầm mừng, ngươi có thể mở được thế giới của ngươi rồi à? Tiểu tháp nói, tạm thời thì được, nhưng không mở trong thời gian dài được. Diệp Quân chợt thấy hơi hụt hẫng. Thế giới trong tháp mới là thánh địa tu luyện. Tiếc là không thể dùng mãi, tiếc quá đi mất. Lúc này, một đạo kim quang bỗng bao phủ con chân long kia, chớp mắt, chân long đã bị thu vào trong tiểu tháp. Diệp Quân vừa định nói gì đó, tiểu tháp bỗng dục mau chạy. Nghe vậy, Diệp Quân lập tức quay người, lắc thân, ngự kiếm xông thẳng lên trời. Chạy đi đâu? Đúng lúc này, tiếng giống giận bỗng từ chân trời truyền đến. Diệp Quân quay đầu lại nhìn, hắn thấy một con rồng cực lớn đang lao về phía hắn với tốc độ cực kỳ khủng bố. Ngao Thiên! Diệp Quân thấy ngờ vực, sao Ngao Thiên này trở về nhanh vậy? Không nghĩ nhiều, hắn ngự kiếm xuyên qua thời không, biến mất ở chân trời. Sau lưng hắn, Ngao Thiên gào lên giận dữ, há miệng phun ra một đạo kim quang. Ầm, chân trời bị chấn vỡ. Phía xa, Diệp Quân bỗng xòe tay ra, kiếm hành đạo bay vút ra ngoài. Vù, một đạo kiếm quang chém thẳng lên đạo kim quang kia. Ầm, đạo kim quang kia lập tức bị chém nát. Một tích tắc sau, kiếm hành đạo xông thẳng lên trời, sau đó vòng một đường tuyệt đẹp trở về tay Diệp Quân. Chớp mắt, Diệp Quân đã ngự kiếm biến mất. Thấy cảnh này, Ngao Thiên ngây ra như phỗng. Diệp Quân lại có thể phá long hỏa của mình chỉ bằng một nhát kiếm. Phải biết rằng, Ngao Thiên bây giờ ít nhất phải cao hơn Diệp Quân ba cảnh giới, hơn nữa ông ta còn là long tộc, sức chiến đấu vốn đã cao hơn loài người cùng cảnh giới rất nhiều rồi. Kiếm. Sắc mặt Ngao Thiên bỗng trở nên vô cùng khó coi. Nếu vũ khí bình thường gặp phải long hỏa của ông ta thì đã bị đốt thành cho bụi rồi. Vì long hỏa của ông ta không những sở hữu sức mạnh ghê gớm mà còn có tính ăn mòn cực kỳ đáng sợ. Thế mà thanh kiếm kia có thể chống lại long hỏa của ông ta. Hơn nữa, lúc trước, những con chân long kia trong tộc bị Diệp Quân giết một cách vô cùng dễ dàng, một thanh kiếm bình thường tuyệt đối không thể dễ dàng chém đứt thân thể mạnh mẽ của long tộc được.
không đơn giản. Sau khi Ngao Thiên bình tĩnh lại, cảm thấy sự việc ngày càng không đơn giản. Sau lưng Diệp Quân có thể không chỉ đơn giản là một vị đại kiếm tiên thôi đâu. Hơn nữa, không thể để Diệp Quân dắt mũi nữa. Thế nên Ngao Thiên không đuổi theo nữa. Lúc này, một cường giả trong tộc Chân Long bỗng xuất hiện trước mặt Ngao Thiên, sắc mặt ông ta vô cùng nặng nề, Diệp Quân kia đã trộm mất di hài của tiên tổ Ngao Hốt rồi. Vẻ mặt Ngao Thiên bình tĩnh, không hề nổi giận. Lúc này, ông ta càng phải giữ được cái đầu lạnh. Một hồi lâu sau, Ngao Thiên bỗng nói, mời tộc trưởng Ly Vân của tộc thần qua đến đây một chuyến. Cường giả Chân Long kia gật đầu, rõ. Nói rồi ông ta quay người rời đi. Ngao Thiên nhìn về phía cuối chân trời, khẽ nói, dù kẻ sau lưng ngươi có là ai đi chăng nữa, tộc Chân Long ta cũng sẽ biến bọn chúng thành người chết. Trong một ngọn núi lớn nào đó, Diệp Quân ngồi xếp bằng trên đất, trước mặt hắn là một nồi thịt rồng to tướng. Chính là thịt con rồng cấp đế kia. Thật ra thịt rồng ngon lắm, hơn nữa hắn phát hiện, ăn thịt rồng có thể làm tăng sức lực của mình. Thời gian này ngày nào cũng ăn thịt rồng, hắn phát hiện sức lực của bản thân mạnh hơn trước đây những mấy lần. Đúng lúc này, Tiểu Tháp bỗng nói, chút nữa ngươi có thể tắm bằng máu rồng, máu đó còn có tác dụng tôi luyện gân cốt. Diệp Quân gật đầu, được. Ăn xong thịt rồng, hắn lập tức lấy một cái bồn tắm ra, sau đó đổ máu con Chân Long cấp đế kia vào bồn tắm. Diệp Quân cởi sạch đồ nhảy vào bồn tắm. Vừa vào bồn tắm, hắn đã cảm thấy cơ thể mình nóng hầm hập, nhưng hắn có thể chịu được. Diệp Quân nằm trong bồn, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Trước mắt thì máu rồng và thịt rồng là thứ tốt nhất để hắn tôi luyện thân thể và gân cốt. Tốt hơn cả một số linh đan rượu dược nữa. Tuy hắn là kiếm tu, theo đuổi tốc độ, nhưng nếu thân xác được tăng cường thì cũng có lợi ích rất lớn đối với tốc độ của hắn. Diệp Quân nhớ lại long hỏa của Ngao Thiên kia, sắc mặt trở nên nặng nề. Tuy hắn có thể phá được long hỏa của đối phương nhưng hắn không cảm thấy thực lực của mình có thể sánh ngang với ông ta, phá được long hỏa đều nhờ cả vào kiếm hành đạo. Nghĩ đến đây, tâm niệm khẽ động, kiếm hành đạo treo lơ lửng trước mặt hắn. Nhìn kiếm hành đạo trước mặt, vẻ mặt Diệp Quân nghiêm trọng, không biết nghĩ gì. Lúc này, Tiểu Tháp bỗng hỏi, sao thế? Diệp Quân hạ giọng nói, Tháp gia, thanh kiếm này mạnh quá. Tiểu Tháp lại hỏi, không tốt à? Diệp Quân lắc đầu, không phải là không tốt, ta sợ mình dựa dẫm vào nó. Tiểu Tháp im lặng. Diệp Quân khẽ nói, thanh kiếm này nâng thực lực của ta lên đến một độ cao không thuộc về mình, nếu thường xuyên dùng nó, ta sẽ sinh ra tính ỷ lại, lâu dầu ta sẽ bị hủy hoại. Hơn nữa, một khi ta mất đi thanh kiếm này, thực lực của ta sẽ bị đánh trở về như cũ, trở thành một kẻ vô dụng. Sau một hồi trầm ngâm, Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, người nghĩ được như vậy ta thấy rất mừng. Cũng từng có một thiên tài như vậy, thiên phú và tâm tính của người này không hề thua kém Diệp Quân, nhưng tiếc là sau này lại đi hơi chệch đường. Thật đấy, đôi lúc mạnh mẽ không phải là mạnh mẽ thật sự, nó là sự mạnh mẽ hư ảo. Giống như Diệp Quân bây giờ, hắn có thể dễ dàng giết chết Chân Long trong tộc Chân Long có phần công rất lớn từ kiếm hành đạo. Diệp Quân lại nói, nhưng lúc này ta buộc phải dùng kiếm hành đạo, nếu không có thanh kiếm này, ta vốn không thể nào đối đầu được với tộc Chân Long. Thế nên ta chỉ có thể dùng nó vào thời khắc then chốt, ngoài ra, lúc nào có thể không dùng thì không dùng. Tiểu Tháp cười nói, được đó. Diệp Quân hít sâu một hơi, sau đó cất kiếm hành đạo đi, trong lòng thầm cân nhắc. Chắc chắn tộc Chân Long sẽ không chịu để yên đâu. Tộc Chân Long đã hai lần chịu thiệt, chắc chắn đã rút ra được bài học, không cho mình bất kỳ cơ hội nào nữa. Tiếp theo đây, tình cảnh của mình sẽ ngày càng khó khăn hơn. Nếu mình là Ngao Thiên, mình sẽ làm thế nào? Một lát sau, Diệp Quân mở mắt ra, nếu mình là Ngao Thiên, chắc chắn sẽ không cho mình có cơ hội đánh úp nữa mà sẽ khiến mình không có chốn dung thân. Nhà họ Diệp. Đạo môn. Nghĩ đến đây, sắc mặt Diệp Quân bỗng u ám hẳn. Chắc chắn tộc Chân Long sẽ đối phó với nhà họ Diệp. Vì sư phụ của hắn ở đạo môn không dễ bị ức hiếp vậy đâu, nhưng nhà họ Diệp thì khác. Trước đây tộc Chân Long để ý tới sĩ diện, có lẽ sẽ không ra tay với nhà họ Diệp, nhưng bây giờ khác rồi, tộc Chân Long đã mất hết mặt mũi rồi, còn sĩ diện gì tầm này nữa. Nghĩ đến đây, Diệp Quân lập tức đứng dậy.
hắn chạy một mạch đến Tiên Bảo Các, muốn trở về hạ giới phải đến Tiên Bảo Các, lợi dụng trận pháp dịch chuyển của Tiên Bảo Các. Trong một dãy núi chập trùng nào đó, nơi đây hoang vắng không một bóng người, chỉ có những ngọn núi gối đầu nhau dài vô tận. Sâu trong dãy núi này bỗng xảy ra điều bất thường, một khoảng đất rộng mấy ngàn dặm chợt rung lên, sau đó vô số sức mạnh mặt đất tập hợp về một nơi nào đó. Trên mặt đất nơi nào đó, một chàng trai ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên đầu gối, sức mạnh mặt đất vô cùng vô tận đang tập trung về phía y, sau đó bị y hấp thu bằng hết. Giữa ấn đường của y có một chữ pháp màu vàng kim nho nhỏ. Nếu như người có kiến thức sâu rộng hiện diện tại đây, ắt sẽ vô cùng chấn động. Vì chữ pháp này chính là pháp tắc đại địa. Trong trời đất có 9 loại pháp tắc, còn gọi là cửu pháp, trói buộc sức mạnh mặt đất. Mỗi loại pháp tắc đều sở hữu sức mạnh cực kỳ khủng bố, mà nếu có thể tập hợp 9 loại pháp tắc thì sẽ có thể mở được pháp môn trong truyền thuyết. Mà chàng trai này chính là Diệp Khải từ hạ giới lên đây. Một hồi lâu sau, Diệp Khải chậm rãi mở hai mắt ra, bỗng nhiên từ trong mắt y tỏa ra hai ánh kim quang mạnh đến đáng sợ. Chớp mắt, khoảng đất trước mặt y nổ tung, xuất hiện một rãnh nứt cực lớn dài đến vài trăm trượng. Diệp Khải hít sâu một hơi, phấn khởi nói, sư phụ, con đã hoàn toàn nắm được pháp tắc đại địa rồi. Một giọng nói già nua lên tiếng, khá lắm, đi thôi, đến Tiên Bảo Các, chúng ta đi tìm pháp tắc tiếp theo. Diệp Khải gật đầu, được. Nói rồi y đứng dậy, khẽ nhún đầu chân, chớp mắt y đã hóa thành một đạo kim quang biến mất phía xa. Chẳng mấy chốc y đã đến Nguyên Thành gần đó. Trên đường đi, Diệp Khải bỗng quay đầu nhìn, một giọng nói truyền đến từ chỗ gần đó, Diệp quân này ghê gớm thật chứ, không những giết mấy chục con chân long mà còn trộm đi trứng rồng của tộc chân long. Mà hắn mới chỉ đến cảnh giới phá không, không thể nào tin được. Thế đã là gì? Nghe nói hắn còn quay lại tộc chân long lần nữa, còn cướp đi di hài một vị tiên tổ của tộc chân long. Chậc chậc, tộc chân long này mất sạch mặt mũi rồi còn đâu. Hừ, hắn làm vậy trông thì sảng khoái lắm, nhưng thực ra thì đại nạn sắp ập xuống đầu rồi. Ta nghe nói cường giả tộc chân long đang gấp rút xuống hạ giới, chắc chắn bọn họ muốn bắt chẹt nhà họ Diệp kia. Nghe vậy Diệp Khải bỗng híp hai mắt lại. Nhà họ Diệp, không phí bất kỳ lời nào. Diệp Khải nhanh chân chạy về Tiên Bảo Các. Lúc này, giọng nói già nua bỗng vang lên, con muốn về hạ giới sao? Diệp Khải trầm giọng nói, vâng. Sau một thoáng im lặng, giọng nói già nua kia nói, thật ra với thiên phú của con, sau này sẽ có thành tựu lớn, bây giờ con về nhà họ Diệp đối đầu với tộc chân long kia là một chuyện không sáng suốt cho lắm. Diệp Khải chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay siết chặt, sư phụ, con là người nhà họ Diệp. Bây giờ nhà họ Diệp gặp nạn, sao con có thể khoanh tay đứng nhìn? Tu đạo, mỗi người một mục đích của con là chấn hưng nhà họ Diệp, dẫn dắt nhà họ Diệp trở thành đại tộc trong trời đất này. Giọng nói già nua nói, con không phải là thế tử của nhà họ Diệp, Diệp quân kia mới phải. Diệp Khải bình tĩnh đáp, trước đây thực lực của huynh ấy mạnh hơn con, huynh ấy làm thế tử, con phục, thế nên con sẽ trợ giúp huynh ấy. Nếu sau này thực lực con mạnh hơn huynh ấy, con làm thế tử, con tin rằng Diệp quân ca cũng sẽ phục con, đồng thời trợ giúp con. Nói rồi, y dừng lại một lát mới nói tiếp, hơn nữa, con và huynh ấy là huynh đệ, ai làm thế tử cũng vậy thôi. Nam Châu. Ngày hôm nay, hàng chục con chân long đột nhiên xuất hiện tại Nam Châu, mỗi một con chân long đều dài cả nghìn trượng, bay lượn giữa bầu trời, che phủ cả mặt trời. Lúc nhìn thấy số chân long này, vô số cường giả Nam Châu đều hóa đá ngay tại chỗ. Rồng, loài sinh vật trong truyền thuyết này lại xuất hiện ở Nam Châu sao? Lúc số chân long này bay qua dãy núi, bên trong dãy núi, vô số yêu thú yếu ớt đồng loạt run lên lẩy bẩy. Uy lực đến từ huyết mạch. Chẳng mấy chốc, số chân long này đã tới thành hoang cổ. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người bên trong thành hoang cổ đều sững sờ. Chân long. Tất cả mọi người đều liếc nhìn những con chân long đang che phủ khoảng trời, vô cùng kinh ngạc. Phía trên thành hoang cổ, một con chân long đột nhiên gầm lên, nhà họ Diệp ở đâu? Tiếng gầm như sấm, rúng động cả dãy núi. Nhà họ Diệp. Diệp Tiêu đi vào trong sân, ông ngẩng đầu nhìn hàng chục con chân long trên bầu trời, trong lòng hết sức chấn động. Lúc này, con chân long cầm đầu đột nhiên nhìn về phía Diệp Tiêu,
gằn giọng nói, ông chính là Diệp Tiêu à? Diệp Tiêu gật đầu, phải. Chân Long đột nhiên gầm lên một tiếng. Ầm. Trong nháy mắt, cả tòa thành hoang cổ chấn động, tường thành nứt toác ra. Người bên trong thành đều vô cùng kinh ngạc, sau đó điên cuồng chạy ra bên ngoài. Diệp Tiêu nhìn bầu trời, ở phía sau lưng ông là những trưởng lão và con cháu của gia tộc họ Diệp. Trên khoảng không, con chân long đó trừng mắt nhìn Diệp Tiêu, phẫn nộ vô cùng. Nếu như không phải có lệnh cấm của thư viện quan huyên thì hôm nay ông ta nhất định phải diệt trừ cả tòa thành này. Nhưng ông ta không dám. Mấy việc mất hết nhân tính giống như vậy, nếu như ông ta dám làm thì chắc chắn sẽ chọc giận quan huyên vệ của thư viện quan huyên. Một khi chọc tới quan huyên vệ thì long tộc chắc chắn sẽ gặp phải rắc rối lớn. Chính vì như vậy, con chân long cầm đầu mới đè nén ý định giết người trong lòng xuống, ông ta hóa thành một người đàn ông trung niên. Sau đó phất ống tay áo, một sức mạnh cường đại cuốn lấy đám người của gia tộc họ Diệp lên trên không trung. Mấy người Diệp Tiêu hoàn toàn tuyệt vọng. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bọn họ chỉ còn biết tuyệt vọng mà thôi. Đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên âm thanh của kiếm. Thấy vậy, sắc mặt của người đàn ông trung niên đó đột nhiên biến đổi, là Diệp Quân trở về gia tộc. Nhanh! Nói xong, ông ta dẫn theo cả đám người nhà họ Diệp lao về phía chân trời, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Bởi vì Ngao Thiên sợ Diệp Quân lại đánh lén chân long giới, nên lần này ông ta không đích thân tới, đương nhiên cũng không đến mức phải đích thân tới. Dù gì nhà họ Diệp cũng không được coi là thế lực hàng đầu ở Nam Châu, mà đặt ở Trung Thổ Thần Châu thì chỉ nhỏ bé như con kiến. Bắt mấy người nhà họ Diệp mà cũng cần tộc trưởng tộc Chân Long đích thân ra mặt, vậy thì không phải sẽ khiến cho người ta chê cười sao? Người đàn ông trung niên cầm đầu lúc này hết sức kinh ngạc, ông ta không ngờ Diệp Quân này lại đích thân trở về. Ông ta đương nhiên cũng kiêng dè Diệp Quân. Thanh kiếm trong tay tên này đủ để không coi năng lực phòng ngự mạnh mẽ của tộc Chân Long ra gì. Mà phòng ngự thân xác mạnh mẽ là ưu thế của tộc Chân Long, nhưng ở trước mặt Diệp Quân thì ưu thế này hoàn toàn mất hết. Vậy nên ông ta không lựa chọn đối đầu mà lựa chọn tháo chạy. Dù gì trước đây Diệp Quân cũng đã từng giết chết hàng chục con Chân Long. Tuy nhiên tốc độ của Diệp Quân thực sự quá nhanh, nháy mắt đã tới ngay sau lưng. Trong mắt người đàn ông trung niên cầm đầu lóe lên vẻ hiểm ác, ngăn hắn lại. Ông ta vừa nói dứt lời, hai con chân long trong số đó đã hóa thành một tia sáng màu vàng lao về phía Diệp Quân. Phía xa, trong mắt Diệp Quân lóe lên vẻ hiểm độc, chân phải của hắn dẫm mạnh xuống. Ầm. Không gian đột nhiên nứt toác ra, một khắc sau, một nhát kiếm đã xuyên thẳng qua đầu của một con chân long trong số đó. Sau đó thâm nhập vào bên trong cơ thể nó và bay ra từ phía đuôi. Gừ. Tiếng gầm thảm thương vang lên, con chân long đó rớt xuống từ trên không trung. Diệp Quân mở lòng bàn tay ra, kiếm hành đạo bay về trong tay hắn, hắn đang định ra tay thì lúc này đột nhiên có một tia sáng màu vàng lóe lên từ trên đỉnh đầu của con chân long kia. Ầm. Con chân long đó run lên kịch liệt, sau đó thân xác nứt ra, máu tươi bắn ra tứ phía, rớt xuống từ trên không trung. Diệp Quân nhìn về phía bên phải, ở nơi đó có một người đàn ông. Nhìn thấy người tới là ai, Diệp Quân ngơ ngác. Diệp Khải. Diệp Khải nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân quay người nhìn về phía chân trời, lúc này, đám chân long đó đã hoàn toàn biến mất tăm. Sắc mặt Diệp Quân sa sầm lại. Sắc mặt Diệp Khải cũng trở nên lạnh băng. Diệp Quân đột nhiên nói, Diệp Khải đệ ở lại nhà họ Diệp đợi ta. Nói xong, hắn khởi động ngự kiếm và biến mất ở cuối chân trời. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn lại phải dừng lại, bởi vì Diệp Khải đuổi tới rồi. Diệp Quân quay người nhìn về phía Diệp Khải nhìn hắn, huynh muốn tới tộc Chân Long sao? Diệp Quân gật đầu, trầm giọng lên tiếng, bọn chúng bắt người của gia tộc đi là bởi vì ta. Diệp Khải trầm giọng nói, ta cùng đi với huynh. Diệp Quân nhìn Diệp Khải, đó là tộc Chân Long. Diệp Khải nhìn thẳng vào mắt Diệp Quân, cao ngạo nói, thế thì sao? Diệp Quân trầm mặc một hồi, sau đó nói, lần này đi, ta và người nhà họ Diệp có thể đều chẳng thể quay trở lại được nữa. Để ở lại, tương lai. Diệp Khải lắc đầu, nếu như mọi người đều chết ở tộc Chân Long, cho dù tương lai ta giết hết cả tộc Chân Long thì cũng có tác dụng gì.
Sau khi Diệp Quân nhìn Diệp Khải thì gật đầu nói, được, đi. Nói xong, hắn lại khởi động ngự kiếm, hóa thành một tia kiếm và biến mất phía chân trời. Diệp Khải dậm chân, một tia sáng màu vàng lóe lên từ dưới chân y, một giây sau, y cũng biến mất phía cuối chân trời. Hai người đi tới Tiên Bảo Các, lợi dụng trận pháp dịch chuyển, đi tới chân long giới của Trung Thổ Thần Châu. Bên ngoài chân long giới, Diệp Quân đột nhiên mở lòng bàn tay ra, tiểu tháp xuất hiện bên trong lòng bàn tay hắn. Diệp Quân nhìn tiểu tháp, nhỏ giọng nói, tháp ra, người đi đi. Tiểu tháp trầm mặc một hồi, nói, người có ý gì? Diệp Quân nhìn chân long giới phía xa, nhỏ giọng nói, lần này ta đi chắc chắn không thể trở về, người không cần đi theo ta để hy sinh vô ích đâu. Tiểu tháp nói, nếu như ngươi không đi mà tiếp tục khổ công tu luyện một năm sau cả tộc chân long chắc chắn không còn ai là đối thủ của ngươi. Còn nếu bây giờ ngươi đi thì chỉ có thể cùng chết với bọn họ mà thôi. Diệp Quân khẽ lắc đầu, làm người làm việc gì đều phải có lương tâm. Hôm nay nếu như ta không bận tâm tới đám người gia tộc họ Diệp, để cho bọn họ vì ta mà chết thảm ở chân long giới thì lương tâm ta sẽ bất an, làm trái với lương tâm của mình. Cho dù sau này vô địch thiên hạ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nói xong, hắn cúi lưng thật sâu hành lễ với tiểu tháp, tháp ra, cảm ơn ơn chi ngộ của ngươi, ơn này kiếp này ta chẳng thể báo đáp, chỉ đành đợi kiếp sau thôi. Nói xong, hắn quay người đi về phía chân long giới ở nơi xa. Diệp Khải liếc nhìn tiểu tháp, sau đó cùng đi theo sau. Tiểu tháp đứng tại chỗ trầm mặc một hồi, nhỏ giọng nói cái tên này. Chân long giới. Diệp Quân và Diệp Khải vừa vào chân long giới đã gặp Ngao Thiên của tộc chân long. Ngao Thiên nhìn hai người Diệp Quân, ta hơi bất ngờ đấy, không ngờ mấy người thật sự dám đến. Không thể không nói, hai tên các người rất có bản lĩnh. Diệp Quân đột nhiên nhìn về phía sau lưng Ngao Thiên, kinh ngạc tháp ra. Ngao Thiên nhíu mày, vô thức quay đầu, một giây sau, đồng tử của ông ta đột nhiên co lại, ông ta quay phắt người lại. Cùng lúc này, một tia sáng màu vàng hộ thể đột nhiên lóe ra từ trong cơ thể ông ta. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả chân long đang có mặt, chỉ thấy tia sáng màu vàng hộ thể đó vỡ nát, một thanh kiếm đâm thẳng về phía tim của Ngao Thiên. Vào khoảnh khắc thanh kiếm đó sắp sửa đâm trúng, Ngao Thiên lập tức khôi phục lại chân thân. Một sức mạnh cường đại mạnh mẽ lan ra khắp xung quanh, trong nháy mắt, Diệp Quân và Diệp Khải lùi ra sau cả trăm trượng. Phía chân trời, một tia sáng kiếm rơi thẳng xuống, cuối cùng vững vàng dừng lại bên trong lòng bàn tay của Diệp Quân. Chân trời, máu rồng không ngừng chảy ra từ trong bụng của Ngao Thiên. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của tất cả chân long đang có mặt lập tức trở nên hết sức nghiêm trọng, bọn chúng quay đầu nhìn Diệp Quân giống như nhìn quái vật. Phá vỡ phòng ngự của Ngao Thiên. Mặc dù Ngao Thiên vẫn chưa đạt đến cấp đế, thế nhưng cũng là cấp tiên đỉnh cao. Phòng ngự thân xác đó cho dù không thể nói là số một ở Trung Thổ Thần Châu, thế nhưng đó cũng tuyệt đối là sự tồn tại khủng bố trong top 3. Bây giờ, phòng ngự thân xác của ông ta lại bị phá vỡ. Bị một cậu thanh niên chỉ có cảnh giới phá không phá vỡ. Chuyện này quá dị thường. Lúc này Diệp Quân lại nhủ thầm đáng tiếc. Vốn dĩ hắn muốn xem có thể giết chết Ngao Thiên này ngay lập tức hay không. Nhưng không ngờ đối phương lại khôi phục về bản thể ngay chính thời khắc mấu chốt, vậy nên mới lĩnh chọn một nhát kiếm của hắn. Mặc dù khiến cho đối phương bị thương, thế nhưng vẫn chưa tới mức chết. Quá đáng tiếc. Trên bầu trời, Ngao Thiên nhìn Diệp Quân chằm chằm, trong lòng ông ta lúc này đang quá đỗi kinh ngạc. Ngoại trừ kinh ngạc còn có cả khiếp sợ nữa. Khoảnh khắc ban nãy, ông ta suýt bị một thanh niên giết chết. Mà thanh niên này thì mới ở cảnh giới phá không? Về lâu về dài, một khi để cho hắn trưởng thành thì không phải sẽ tạo phản luôn hay sao? Nghĩ đến điều này, trong mắt Ngao Thiên lập tức ngập tràn sát khí. Không thể giữ lại. Nếu không một khi để cho thanh niên này rời đi và tiếp tục trưởng thành thì tương lai tộc chân long chắc chắn sẽ gặp phải họa lớn. Ngao Thiên trừng mắt nhìn Diệp Quân, đóng giới. Đóng giới. Ông ta vừa nói dứt lời. Chân long giới đóng lại. Rất rõ ràng, làm vậy là không muốn để cho Diệp Quân và Diệp Khải có cơ hội tháo chạy. Cùng lúc này, cường giả của tộc chân long đồng loạt tiến về phía này. Diệp Quân vẻ mặt bình tĩnh, tay cầm kiếm hành đạo,
hôm nay chỉ có thể liều chết một phen ở nơi này. Diệp Khải nhìn Ngao Thiên đứng đầu phía đối diện, tay phải từ từ siết lại. Lúc này, Ngao Thiên đột nhiên nói, giết. Ông ta vừa nói dứt lời, chân long xung quanh lao thẳng về phía Diệp Quân và Diệp Khải. Liếc nhìn cả đám chân long xông tới, Diệp Quân nắm chặt lấy kiếm hành đạo, Diệp Khải đệ, tên Ngao Thiên này và đám chân long kia, đệ chọn đi. Diệp Khải trầm mặc một hồi, nói thật thì ta đều không muốn chọn. Diệp Quân nhỏ giọng nói, vậy ta chọn cho đệ, đệ đánh nhiều, ta đánh ít. Nói xong, hắn hóa thành một luồng kiếm quang lao thẳng về phía Ngao Thiên. Diệp Khải liếc nhìn xung quanh, một giây sau, trong mắt y lóe lên vẻ hiểm ác, chân phải dậm mạnh xuống. Trong nháy mắt, cả mặt đất phía bên dưới rung lên kịch liệt, ngay sau đó, vô số sức mạnh mặt đất lao thẳng lên trời. Ầm ầm. Ngay tức thì, sức mạnh cường đại khiến cho số chân long xung quanh y chấn động tới độ liên tiếp lùi ra sau. Không chỉ có vậy, cả mặt đất cũng nứt toác ra thành hình mạng nhện ngay trong khoảnh khắc này. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả cường giả chân long đang có mặt đều ngẩn ra. Diệp Khải nhíu mày, pháp tắc đại địa cứ thế bộc phát, bên dưới, sức mạnh mặt đất dồi dào quy tụ về phía y giống như nước thủy triều, khí tức vô cùng mạnh khiến cho người ta cực kỳ kinh ngạc. Diệp Khải lạnh lùng nhìn số chân long đó, gương mặt hơi hiểm ác, muốn tiêu diệt nhà họ Diệp bọn ta ư. Tiêu diệt hai huynh đệ bọn ta trước đi, tới đây. Nói xong, chân phải của y dậm mạnh xuống. Một luồng sức mạnh mặt đất đột nhiên lao thẳng lên trời, làm kinh động cả tầng mây. Mặc dù ít không địch lại được nhiều. Thế nhưng, hai cậu thanh niên này lại không hề khiếp sợ. Cùng lắm là chết thôi mà. Khi Diệp Quân lao đến chỗ Ngao Thiên, ánh mắt Ngao Thiên lóe lên vẻ tà ác. Một cường giả cảnh giới phá không mà cũng dám đánh mình. Ngông cuồng. Ngao Thiên nổi giận, ông ta bỗng giơ móng vuốt ra túm lấy Diệp Quân. Rầm. Không gian xung quanh chấn động, sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Diệp Quân bỗng lướt qua tránh được đòn tấn công khủng khiếp này, ngay sau đó một luồng kiếm quang chém vào bụng Ngao Thiên. Xoẹt. Bụng Ngao Thiên bị rách, máu văng tung tóe, nhưng lúc này xung quanh Ngao Thiên bỗng xuất hiện thêm mấy luồng kiếm quang nữa. Xoẹt 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 xoẹt. Thoáng chốc trên người Ngao Thiên đã xuất hiện mười mấy vết thương. Ngay lúc này Ngao Thiên bỗng tức giận hét lên. Rầm. Một luồng sáng màu vàng đáng sợ bỗng bộc phát ra từ trong người Ngao Thiên. Không gian xung quanh sôi trào như nước sôi. Vụt! Diệp Quân bị văng ra xa 100 trượng. Vừa dừng lại, khóe miệng hắn xuất hiện dòng máu chảy xuống. Không gian xung quanh vẫn đang dao động, vô cùng đáng sợ. Ở cách đó khá xa, Ngao Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quân, cảm thấy khiếp sợ. Ông ta lại bị thương lần nữa. Phải biết dù là cường giả cùng cấp cũng khó có thể làm ông ta bị thương. Thế nhưng con kiến cảnh giới phá không trước mặt này lại có thể phá vỡ phòng ngự cơ thể của ông ta. Ngao Thiên bỗng nhìn kiếm trong tay Diệp Quân. Thanh kiếm này chính là nguyên nhân. Ngao Thiên nhìn chằm chằm kiếm hành đạo của Diệp Quân, mặc dù sức mạnh của Diệp Quân rất siêu phàm nhưng không thể phá vỡ lớp phòng ngự của ông ta, rõ ràng là do thanh kiếm này. Ngao Thiên hít sâu một hơi, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngay sau đó ông ta bỗng tức giận hét lên. Uy lực huyết mạch đáng sợ như muốn nghiền ép Diệp Quân. Áp chế huyết mạch. Bình thường cường giả loài người khi đối mặt với chân long, tộc chân long đều không cần ra tay, chỉ cần áp chế huyết mạch thì có thể khiến đối phương không còn sức đánh trả. Thế nhưng lúc này ông ta lại hoàn toàn sững sờ. Ở đằng xa, Diệp Quân không bị ảnh hưởng gì cả. Mắt rồng cực lớn của Ngao Thiên hiện lên vẻ khó tin, run giọng nói, sao có thể? Diệp Quân lau máu trên khóe miệng, ngay sau đó hắn nhắm mắt lại. Kiếm hành đạo trong tay hắn khẽ rung lên. Lúc này lòng hắn không có tạp niệm, trong lòng chỉ có duy nhất thanh kiếm. Diệp Quân bỗng mở mắt ra. Vù! Tiếng kiếm kêu vang vọng khắp trời đất. Diệp Quân biến mất. Nhất kiếm quyết sinh tử. Kiếm ý bao phủ cả kiếm hành đạo. Hắn biết hắn đối mặt với con chân long này thì không có bao nhiêu cơ hội ra tay. Hình dáng của đối phương quá lớn, phòng ngự nghịch thiên, đối phương có thể sai lầm rất nhiều lần nhưng hắn không thể sơ suất dù chỉ một lần. Nếu không chết thì cũng bị thương. Thế nên hắn mới dùng đến sát chiêu. Khi nhìn thấy kiếm ý trên thanh kiếm hành đạo của Diệp Quân,
Đồng tử Ngao Thiên co rụt lại, cảm thấy rất ngạc nhiên không dám sơ suất. Hai cánh tay ông ta run lẩy bẩy, sau đó tức giận gào lên, một luồng long hỏa màu vàng cuồn cuộn bắn ra. Không gian xung quanh lập tức bắt đầu hòa tan. Ngay sau đó đồng tử Ngao Thiên co rụt lại, vì long hỏa của ông ta cũng bị một nhát kiếm của Diệp Quân đánh tan tành. Thanh kiếm bỗng chốc đánh đến trước mặt ông ta. Ngao Thiên khiếp sợ, hai cánh tay ông ta bỗng hợp lại, một luồng sáng màu vàng phát ra từ trong người ông ta. Thấy thế đồng tử Diệp Quân trợn trừng, hắn quả quyết buông kiếm hành đạo ra, dùng tâm trí để ngự kiếm. Rầm, vèo. Diệp Quân bị một sức mạnh đáng sợ đánh văng ra xa, nhưng kiếm hành đạo lại bỗng đánh đến, kiếm hành đạo bỗng chốc phá vỡ ánh sáng màu vàng, sau đó đi vào trong người Ngao Thiên rồi đâm xuyên qua từ bụng ông ta. Gào. Một tiếng rồng gầm thê thảm bỗng vang lên khắp chỗ đó. Diệp Quân ở đằng xa lùi lại mấy trăm trượng mới dừng lại, vừa dừng lại, hắn nôn ra máu như suối, thoáng chốc quần áo của hắn đều biến thành màu đỏ như máu. Dưới lớp quần áo là da thịt hắn đã nứt ra như mạng nhện. Bị thương nặng, Diệp Quân vội lấy một viên đan dược cấp thiên ra uống, sau đó xòe bàn tay ra, kiếm hành đạo bay về trong tay hắn. Hắn nhìn Ngao Thiên, lúc này Ngao Thiên đã bị đánh lui về sau rất xa, trong lúc đó bụng ông ta liên tục chảy máu. Diệp Quân lao thẳng đến. Mẹ nó! Nhân lúc người khác gặp khó lấy mạng của họ luôn. Dĩ nhiên hắn biết sự quan trọng của việc bồi thêm một nhát dao. Thấy Diệp Quân lao đến, Ngao Thiên trợn mắt, ông ta bỗng ngẩng đầu lên gào. Ở tận sâu trong phần mộ của tộc Chân Long bỗng lóe lên ánh sáng màu vàng, sau đó đi vào trong cơ thể Ngao Thiên. Cùng lúc đó một tiếng rồng gầm vang vọng khắp cả Chân Long giới. Không chỉ thế mà tiếng rồng gầm còn lan rộng ra ngoài Chân Long giới. Khi nghe thấy tiếng gầm kêu này, sắc mặt Diệp Quân thay đổi, hắn vội vàng lùi về sau, khi hắn dừng lại, thất khiếu của hắn đã chảy máu, đầu óc choáng váng, nặng như chỉ vậy. Rầm! Từng luồng sáng vàng phát ra từ trong người Ngao Thiên, cuối cùng những luồng sáng này biến thành từng cái vảy màu vàng phủ lên trên người ông ta. Cả người Ngao Thiên thoáng chốc như được khoác lên một bộ áo giáp màu vàng. Vô cùng chói mắt. Long thần ban phúc. Lúc này vài chân long chưa tham gia trận chiến bên dưới há hốc miệng. Long thần ban phúc là gì? Chính là được tiên tổ tộc Chân Long ban phúc. Đất tổ của tộc Chân Long không phải ở trung thổ thần châu mà là tổng viện thư viện Quan Huyên, ở đó có một long tộc lớn mạnh hơn tộc Thiên Long cổ đại. Tộc Chân Long chỉ có thể xem là một phân nhánh cực kỳ nhỏ của tộc Thiên Long cổ đại, vì huyết mạch không thuần nên bị loại trừ ra. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tộc Chân Long muốn dựa vào An Mục, vì mục tiêu của họ là quay về đất tổ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 6.